Lý Hồng Anh ra lệnh một tiếng, hai con ngựa đồng thời chạy vội đi ra ngoài, Ninh Hinh thân mình cấp tốc về phía sau ngưỡng, dán ở hắn ngực thượng, đôi tay ôm chặt hắn cánh tay, theo con ngựa sóc này, bỗng cúi người về phía trước, trước ngực mềm thịt đánh vào hắn kiên cổ cánh tay thượng, nàng hoảng đến lợi hại, Cố Thanh Sơn không thể không đằng ra một bàn tay tới ôm lấy nàng eo thon, một tay thao tác cương ngựa, đùi kẹp chặt mã bụng, giục ngựa đi trước, chạy ở phía trước kia. Một đôi, rõ ràng nhẹ nhàng nhiều, Lý Hồng Anh giá mã chạy bay nhanh, Đàm Sĩ Lễ như nghỉ ngơi giống nhau ở sau người ôm nàng, còn đem đầu dựa ở nàng trên vai, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, bọn họ một hơi vòng qua chân núi, chạy tới thác nước biên mới dừng lại, Lý Hồng Anh thít chặt mã, xoái khí quay đầu nhìn lại, uy, nhanh lên nha, chúng ta đến lạc, Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực đã điên bảy vượng tám tố Ninh Hinh. Vô dụng lực đánh mã, tán thành nhận thua, cũng không nghĩ ủy khuất tức phụ, hảo, chúng ta thua, ta tới cõng A Hinh chạy một vòng đi, tới rồi trung điểm, hắn cũng không có bởi vì Ninh Hinh kéo chân sau mà tức giận, ngược lại là thật cẩn thận ôm nàng xuống dưới, bối ở trên lưng, vui vẻ vây quanh mặt cỏ chạy một vòng, bích thảo nhân nhân, huyền thác nước vẩy ra, nhanh nhẹn con bướm ở bụi hoa giữa dòng liền, gỡ xuống ấm nước, ném cương ngựa. Bốn người ngồi ở trên cỏ thoải mái chè chén, thống khoái nói chuyện phiếm, nếu sinh hoạt luôn là như vậy mặt trời lên cao, thân bằng đoàn tụ, xác thật cũng là vô tận lạc thú. Một trận vang dội lừa hí thanh từ bên cạnh chân núi chỗ gào thét mà qua, một con bị kinh, đại công lừa đang ở điên cuồng chạy vội hướng một cái khác phương hướng đi, vài người nhìn thoáng qua cũng chưa hướng trong lòng đi, Ninh Hinh bị sóc toàn thân đều phải tán giá. Giờ phút này chính ỷ ở nam nhân nhà mình trên người, lại bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt Thanh Sơn tay, Thanh Sơn ca, ta ca bọn họ sẽ không có việc gì đi, chúng ta mau trở về nhìn một cái đi sẽ không có chuyện gì đi, Cố Thanh Sơn ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là nghe lời nói dắt quá mã, ôm nàng cưỡi lên mã trở về phản, vòng qua chân núi lại chạy ra vài dặm đường, liền thấy xe ngựa phiên ở bờ sông, hướng lên trời bánh xe còn ở chuyển. Ô truy mã bị bắt nằm trên mặt đất, lại không thấy trên xe hai người, Cố Thanh Sơn ôm Ninh Hinh nhảy xuống ngựa, liền vội cấp xem xét bốn phía, dặn dò, Ninh Hinh nói, ngươi tại đây đừng nhúc nhích, ta đi trong nước tìm xem, không chờ hắn nhảy xuống đi, liền thấy Ninh Bân kéo Tần Thủ Du từ trong nước sông ra, gian nan đi đến trên bờ, ngươi eo không có việc gì đi, Tần Thủ Du không rảnh lo che đậy chính mình cả người ướt đẫm bộ dáng, đỡ lấy Ninh Bân hỏi. Không có việc gì, đừng lo lắng, Ninh Bân cắn răng, chống eo, đau hai hàng lông mày trói chặt, chương 66 thành thân mật sủng hàng ngày 12 Ninh Bân môi run rẩy, đôi tay bóp, sau eo, cố sức thở hổn hển. Đại ca, ngươi không sao chứ, Ninh Hinh vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, không có việc gì, chính là sau eo này khối như là bị lạnh, có điểm, hắn cũng nói không rõ đó là cái gì cảm giác, nhẹ nhẹ từng đợt đau. Như là từng cây tiểu châm ở chát, tuy không mãnh liệt, lại đau xuyên tim, Tần Thủ Du trên đầu cây châm rớt vào trong nước, tóc dài ướt lộc cộc rũ ở trên vai, Ninh một phen trên tóc thủy, duỗi tay sờ ở hắn thắt lưng cốt thượng, có phải hay không nơi này, có phải hay không tiểu đao dường như một cắt đau, Ninh Bân cắn răng gật đầu, như cũ cong eo, thẳng không đứng dậy, Đàm Sĩ Lễ cùng Lý Hồng Anh cung cưỡi ngựa đuổi lại đây. Cùng Cố Thanh Sơn cùng nhau nâng lên xe ngựa phóng bình, may mắn, xe cùng mã đều không có bao lớn tổn thương, còn có thể lên đường, Cố Thanh Sơn lại đây đỡ Ninh Bân lên xe, chúng ta về trước trấn trên đi, tìm cái đại phu nhìn một cái quan trọng, Tần Thủ Du đôi tay, ôm vai, ngăn trở trước ngực bị thủy tẩm ướt hình dáng, bò đến xe bồng, đối Ninh Bân vội vàng nói, ngươi đem áo trên cởi, Ninh Bân bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Tái nhợt trên mặt xẹt qua vài tia mất tự nhiên đỏ ửng, lại không có động thủ cởi áo, Tần Thủ Du cũng xấu hổ đỏ mặt, cầu cứu giống nhau nhìn về phía Ninh Hinh, ta cũng coi như nửa cái đại phu, hắn như vậy rõ ràng là ướt hàn nhập thể, xâm nhập vết thương cũ, càng sớm đem hàn khí, bài xuất ra càng tốt, ngươi giúp hắn đem áo trên cởi đi, ta có biện pháp có thể làm hắn mau chóng giảm bớt. Cố Thanh Sơn đã vung lên roi đuổi xe ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua xe bồng, nói, Ninh Bân ca xác thật không nên ăn mặc quần áo ướt, ngươi đem áo trên cởi, xuyên ta đi, thời tiết nhiệt, ta vai trần là được, Ninh Hinh xem một cái đại ca, cũng khuyên hắn mau thoát áo trên. Ninh Bân lúc này mới cởi bỏ y khấu, lộ ra gầy yếu thượng thân, đem ướt lộc cộc áo ngắn ném ở đuôi xe. Tần Thủ Du cao cao vén tay áo lên, làm hắn ghé vào trên xe, hai tay trưởng ấn ở cùng nhau bay nhanh xoa, xoa nhiệt lòng bàn tay liền phóng tới hắn phía sau lưng thượng, dọc theo xương sống xuống phía dưới xoa, một đường xoa nhiệt nhiệt, đặc biệt trên eo, càng là qua lại lặp lại luân phiên hướng bốn phía khuếch tán xoa đỏ một mảnh, thoải mái điểm sao. Tần Thủ Du trên tay bận rộn, quan tâm nhìn liếc mắt một cái sắc mặt của hắn, ân, khá hơn nhiều. Ninh Bân xác thật cảm thấy đặc biệt thoải mái, nóng hừng hực tựa hồ đem thân thể lãnh vụn băng đều nướng hóa. Ngươi đai lưng có điểm vướng bận, hẳn là xuống chút nữa lui một chút quần. Tần Thủ Du xoa đến lưng quần chỗ gặp trở ngại, Ninh Bân đằng mà đỏ mặt, đừng không cần như vậy dựa hạ đi. Rốt cuộc Tần Thủ Du nghiêm trang nói, ta hiện tại là đại phu, ngươi đừng cùng ta nói cái gì thủ thụ bất thân nói, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng không cần nhảy vào trong nước, trước kia bị thương cũng là vì ta, ai, ta đây là đời trước thiếu ngươi sao. Ninh Bân ôn thôn nói, ta cảm thấy là ta đời trước thiếu ngươi, đời này theo lý thường hẳn là còn cho ngươi. Ninh Hinh cùng nàng học xong biện pháp, cũng xoa nhiệt đôi tay giúp đại ca xoa bả vai, tuy là không bằng phần eo hữu hiệu, nhưng nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng cũng là tốt. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cười nói, mọi người đều nói đời trước oan gia, đời này chính là phu thê, luôn có một người phải vì một người khác trả giá, bởi vì đời trước thiếu nhân gia, cho nên, ta cảm thấy ta cùng Ninh Hinh đời trước khẳng định là kẻ thù, ta đem nàng hại, cho nên đời này trả nợ tới, ngươi nói có phải hay không, a Hinh. Ninh Hinh giận hắn liếc mắt một cái, nhấp miệng cười, là cái gì nha, chiếu ngươi nói như vậy, kiếp sau đâu, lại biến thành kẻ thù, hắc hắc, kia không thể, này một đời nếm đến ngon ngọt, kiếp sau chúng ta khẳng định còn phải làm phu thê. Cố Thanh Sơn chắc chắn nói. 7 tháng thời tiết nhiệt, tới rồi Lai Thủy Trấn thời điểm, Tần Thủ Du trên người quần áo đã làm, chỉ là tóc còn rất rầm rề. Ninh Bân trên người đã không khó chịu, mặc vào Cố Thanh Sơn xiêm y, ngồi ở xa tiền phơi quần, hắn trên mặt còn có chưa lui đỏ ửng, khúc đầu gối không dám để cho người khác nhìn thấy háng chỗ, vừa rồi kia một đôi tay nhỏ ở bên hông vuốt ve thời điểm, hắn thế nhưng khó có thể khống chế nổi lên phản ứng, đối một cái hoa cúc đại khuê nữ, nổi lên không nên khởi tâm tư, nhân ra một lòng một dạ muốn cấp chính mình đuổi hàn, chính mình lại dùng búa từng cái chọc xe ngựa bản tử, mà trong lòng vừa nghĩ đều là nàng một đôi tay nhỏ. Ninh Hinh làm Cố Thanh Sơn đem xe ngựa chạy tới Hạ gia, đến đường tỷ gia phao cái nước ấm tắm, đổi một bộ sạch sẽ xiêm y, đại ca hẳn là liền không có việc gì. Ninh Quyên thấy nhà mẹ đẻ người tới, đĩnh bụng to ra tới tiếp đón bọn họ tiến nhà chính uống trà, lại an bài tiểu nha hoàn đi chuẩn bị nước ấm tắm gội, lấy một bộ Hạ Vũ xiêm y cấp Ninh Bân xuyên. Ninh Hinh nhẹ nhàng vuốt đường tỷ bụng to, nhẹ giọng hỏi, mau sinh đi. Ninh Quyên cười nói, cũng liền mấy ngày nay chuyện này, ngươi thành thân thời điểm, ta liền đặc biệt muốn đi, ngươi tỷ phu cố tình không cho, sợ bị người tế bụng, lại sợ vừa ra khỏi cửa vạn nhất muốn sinh làm sao bây giờ, ai nha, thật là rong dài đã chết như thế nào, làm trò cô em vợ mặt nhi, nói ta nói bậy đâu. Hạ Vũ đến, tin nhi, cũng từ trước viện tiệm vải đuổi lại đây, vừa vào cửa chính nghe được tức phụ oán giận. Ninh Hinh trêu ghẹo nói, ai dám nói tỷ phu nói bậy nha, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất hảo cô gia đó là. Hạ Vũ đắc ý nhoáng lên đầu, ta lập tức phải làm cha người, hiện giờ cũng là cảm thấy chính mình càng thêm hoàn mỹ, có phải hay không tức phụ. Hắn nhướng mày tễ nháy mắt đậu Ninh ra hai chị em khanh khách mà cười cái không ngừng, lúc này mới đi vào trong phòng cùng Cố Thanh Sơn cùng Đàm Sĩ Lễ ngồi xuống nói chuyện. Đối với vị này dân gian truyền thuyết Đàm đại nhân, Hạ Vũ thực cảm thấy hứng thú, không ngừng nói đông nói tây. Cố Thanh Sơn lại đối nhà bọn họ tiểu nha hoàn rất có hứng thú, không ngừng truy vấn, nhà các ngươi tiểu nha hoàn ở đâu mua, yêu cầu điều kiện gì mới có thể mua, 1 tháng cấp nhiều ít tiền đồng. Hạ Vũ hồ nghi liếc hắn một cái, lại không có trả lời hắn vấn đề, tiếp tục lôi kéo Đàm Sĩ Lễ pha trò. Ninh Quyên lôi kéo Ninh Hinh vào phòng, trong phòng ngủ, thấp giọng nói, nhìn muội phu rất thật thành cá nhân, như thế nào đối cái tiểu nha hoàn cảm thấy hứng thú đâu, ngươi nhưng đừng ngây ngốc, đến lưu cái nội tâm, có nghe hay không. Ninh Hinh trước kia cũng không biết Cố Thanh Sơn sẽ đối nữ nhân khác cảm thấy hứng thú, vẫn luôn khăng khăng một mực tín nhiệm hắn, giờ phút này thật đúng là có điểm không yên tâm. Tần Thủ Du tắm gội ra tới, xuyên Ninh Quyên mang thai trước một bộ xiêm y, tóc, cũng dùng nàng một chi châm cài bàn lên. Lý Hồng Anh là cái ngồi không được tính tình, đến trong phòng giữ chặt Ninh Hinh cùng Tần Thủ Du tay, nói, chúng ta đi trấn trên đi dạo đi, mua điểm ăn ngon, hảo ngoạn, lại cấp Tần muội muội mua mấy cây châm cài, đi thôi. Hai cái cô nương nhịn không được nàng mê hoặc, liền đi theo nàng cùng đi trên đường. Các nam nhân lưu tại Hạ gia uống trà nói chuyện phiếm, Đàm Sĩ Lễ có điểm không yên tâm, tưởng đi theo cùng đi, lại bị thê tử không chút khách khí ghét bỏ, chúng ta nữ nhân dạo cửa hàng, thích chọn lựa nhặt, các ngươi nam nhân lại không kiên nhẫn, đi theo chúng ta làm cái gì. Đàm Sĩ Lễ ngượng ngùng mà ngồi xuống, tìm đề tài tiếp theo nói chuyện phiếm. Hạ Vũ nhiệt tình hiếu khách, làm phòng bếp chạy nhanh mua đồ ăn nấu cơm, phải hảo hảo cùng Đàm đại nhân, cậu em vợ, anh em cột trèo cùng nhau uống vài chén. Mắt thấy tới rồi ăn cơm thời điểm, ba nữ nhân còn không có trở về, Hạ Vũ hỏi dò, nếu không, chúng ta uống trước, trong chốc lát làm cho bọn họ nữ nhân đến buồng trong ăn, cùng chúng ta một bàn cũng không có phương tiện. Đàm Sĩ Lễ cùng Cố Thanh Sơn liếc nhau, lại không có ăn cơm ý tứ, nếu không ta đi ra ngoài tìm xem bọn họ đi. Cố Thanh Sơn lời còn chưa dứt, liền thấy Ninh Hinh vội vã xông vào, đầy mặt đỏ bừng, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, vừa thấy chính là bị rất lớn ủy khuất. Cố Thanh Sơn mấy cái bước xa vọt qua đi, đỡ lấy tức phụ bả vai, nôn nóng hỏi, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Ninh Hinh nhìn lên thấy hắn, nước mắt liền bắt đầu phát đổ rào rào đi xuống rớt, khụt khịt nói, Thanh Sơn ca, ta tưởng ta có một cái ý tưởng, ngươi đáp ứng ta được không? Hảo, ta đáp ứng, chuyện gì, ngươi nói đi. Cố Thanh Sơn không hề nghĩ ngợi liền miệng đầy ứng thừa xuống dưới, một bên dùng tay áo vụng về giúp nàng xoa nước mắt, một bên nhăn chặt mày nhìn chằm chằm nàng ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Ai cũng không thể khi dễ Ninh Hinh, ai đều không được. Đàm Sĩ Lễ thấy Lý Hồng Anh không trở về, liền có điểm lo lắng, lấy hắn đối thê tử hiểu biết, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì khi dễ người sự tình, nhưng là cũng không dám nói. Tiểu Anh Đào tùy tiện, nói không chừng câu nào lời nói không xuôi tai, làm nhân gia tiểu cô nương không tiếp thu được, liền lo lắng nói, có phải hay không ngươi đại tẩu nàng? Ninh Hinh cũng không chú ý những lời này là ai nói, chỉ nghe được đại tẩu hai chữ, liền cuồng loạn hô to lên, nàng không phải ta đại tẩu, ta mới không cần như vậy đại tẩu, hư nữ nhân, ta tuyệt đối không cho nàng hảo quá. Mọi người đều là sửng sốt, sợ tới mức đều không biết nói cái gì cho phải. Cố Thanh Sơn ôn nhu khuyên dỗ, A Hinh, ngươi trước bình tĩnh một chút, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ninh Hinh ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nào có cái gì hiểu lầm, đều là thật sự, nàng còn nói như vậy khó nghe. Ngươi biết không, ta hung hăng mắng nàng một đốn, ta lớn như vậy liền không mắng hơn người, chính là vừa rồi ta liền muốn mắng nàng. Cố Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng lên, lo lắng xem một cái Đàm Sĩ Lễ, nghĩa huynh sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Hai anh em vốn dĩ cảm tình khá tốt, nhưng nếu là các nữ nhân chi gian nổi lên mâu thuẫn, tương lai Tần Thù Du hồng hộc thở phì phò, chạy chậm đuổi theo tiến vào, bắt lấy Ninh Hinh thủ đoạn, ánh mắt kiên quyết nói, Ninh Hinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta quyết không cho nàng nhìn. Chê cười, cái gì chó má đại tẩu, cái này chó điên giống nhau nữ nhân. Thấy ai cắn ai, ta thế nào cũng phải làm chính nàng đánh chính mình mặt không thể. Đàm Sĩ Lễ giờ phút này sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch, cất bước liền phải ra cửa, lại thiếu chút nữa cùng vào cửa Lý Hồng Anh đâm cái đầy cõi lòng, liền thấy nàng vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, trong tay phe phẩy một chuỗi châu thoa, khóe miệng mang theo y cười. Tác giả có lời muốn nói, cốt truyện đoán xem đoàn tới rồi, đã xảy ra thần mã sự đâu. Chương 67 thành thân mật sủng hằng ngày 13. Đàm Sĩ Lễ bắt lấy thê tử, ngươi như thế nào nhạ đệ muội, xem nàng ủy khuất. Lý Hồng Anh không thể hiểu được xem hắn, bỗng nhiên minh bạch, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nghĩ đến đâu đi, cho rằng ta khi dễ nàng. Ninh Hinh cũng nhìn lại đây, lúc này mới minh bạch chính mình nói làm người hiểu lầm, vội vàng giải thích, Đàm đại ca, là ta chưa nói rõ ràng, không phải đại tẩu sai. Là gặp Hầu thị, ta trước kia đại tẩu, nguyên lai, ba nữ nhân lên phố lúc sau, Nguyên bản vui vui vẻ vẻ đông nhìn tây dạo, cũng mua một chút đồ vật. Thấy một nhà trang sức cửa hàng, Lý Hồng Anh hưng phấn đi vào, Ninh Hinh không giữ chặt, chỉ có thể đi theo nàng đi vào. Đồng ra địa phương, nàng không nghĩ tới, bất quá nếu đại tẩu đi vào, nàng tổng không thể quay đầu trở về, nàng lại không nợ đồng ra cái gì, không sợ đối mặt bọn họ, ngược lại là bọn họ hẳn là thực ái. Náy, không dám thấy chính mình mới là, này gian cửa hàng từ năm trước Đồng lão thái thái bị bệnh lúc sau, chính là từ Đồng Đại hai vợ chồng kinh doanh, Đồng Đại tức phụ Lạc Thị cấu kết bổn thôn vô lại Lạc Mặt dỗ tưởng đem Ninh Hinh làm thành giày rách, lại vừa lúc bị Cố Thanh Sơn đụng phải, vì thế Lạc Thị gieo gió gặt bão, không chỉ có bị Lạc Mặt dỗ thọc một chuyến, cấp trượng phu đeo nón xanh, còn bị Ninh gia trang nam nhân đem hạ thân nhìn cái biến, như vậy nữ nhân, Đồng Thiên Nhiên sẽ không muốn. Xảy ra chuyện về sau không bao lâu, liền hưu thê, vẫn luôn tính toán khác cưới cái tuổi trẻ mạo mỹ, chính là Đồng gia gia như vậy sự, thánh danh xú, người trong sạch cô nương là sẽ không, vì nhiều muốn mấy lượng lễ hỏi tiền bị người chọc cột sống. Đồng Đại đã hơn 30 tuổi, vợ trước Lạc Thị sinh ba cái khuê nữ lại không sinh ra nhi tử tới, vừa vặn hưu nàng, ở cưới cái tuổi còn nhỏ hảo sinh nhi tử. Vừa mới bắt đầu hắn muốn tìm cái hoa cúc đại cô nương, sau lại thật sự không tìm tới, liền phóng thấp tiêu chuẩn, đem ánh mắt đặt ở Hòa Ly cùng tang ngẫu thiếu phụ trên người, vì thế, một cái đồng dạng ngắm có tiền nam nhân tìm Hầu Thị liền cùng hắn tìm đúng rồi mắt. Ninh Hinh vào cửa về sau liền rũ đầu không hướng sau quầy xem, lại bị một tiếng ra vẻ kiều khí, lôi kéo Trường Thanh làm nũng kích một thân nổi da gà. Lang quân, ngươi xem nô ra mang cái này cây châm đẹp sao? Đồng Đại hắc hắc tiện cười, tân cưới tiểu nương tử là cái 17 tuổi thiếu phụ, thân mình kiều nộn không nói, còn đặc biệt giải phong tình, bởi vì đã vì người phụ, hiểu biết chuyện đó diệu dụng. Hòa Ly lúc sau lại hạn mấy tháng, hiện giờ tân hôn hai người tựa củi khô lửa bốc, mỗi đêm đều dây dưa khó xá khó phân, hơn nữa. Hắn hứng thú ngẩng cao còn có một nguyên nhân, đây là Ninh Bân đã từng tức phụ, vừa nhớ tới chính mình ra bị Ninh gia khiến cho thành dáng vẻ này, liền đầy mình khí, lão nương nằm trên giường không dậy nổi, nhị đệ Đồng Thiếu Thành đem hắn hảo một đốn mắng, sau đó ngạnh buộc phân ra, chính mình đến trong thành đi qua, lão nương đã sớm bị bệnh, sống hay chết, hắn đảo không phải quá để ý, mấu chốt là Đồng Thiếu Thành phân đi rồi một nửa gia sản. Đau lòng hắn vài túc không ngủ, vốn dị tính toán, ở kia tiểu tử thành thân phía trước liền đem tài sản xử trí, ý tưởng làm hắn thiếu phân điểm, ai ngờ không thành thân đâu, lại đột nhiên phân ra, đánh hắn cái trở tay không kịp. Cho nên, mỗi ngày buổi tối đè nặng Hầu Thị hết sức đâm thời điểm, hắn liền đặc biệt hả giận, Ninh gia tức phụ bị hắn trả đạp không thành bộ dáng, tựa như hắn báo thù rửa hận giống nhau. Đồng Đại duỗi tay sờ sờ Hầu Thị thủy nộn khuôn mặt nhỏ, thò lại gần thấp giọng nói, đẹp, ngươi thích mang cái nào liền mang cái nào, buổi tối làm ta tận hứng là được. Hắc hắc, Lý Hồng Anh chính lôi kéo Tần Thủ Du tuyển cây châm, nghe được lời này, cau mày ngẩng đầu nhìn lướt qua, phu thê chi gian trêu đùa bổn không tính cái gì, nhưng là ngươi làm trò khách hàng mặt nói như vậy lời nói, liền có điểm chẳng biết xấu hổ, đi ngươi. Hầu Thị giả vờ tức giận, vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn trướng phình phình cái bụng, đỡ trên đầu cây châm đi chiếu gương, lại lơ đãng phát hiện đối diện rũ đầu thân ảnh, ta tưởng là ai đâu, này không phải Ninh đại tiểu thư sao, nghe nói ngươi đã leo lên chức cao, gả cho Ninh gia trang nhất có tiền quang côn tử, như thế nào còn luyến tiếc tiêu tiền mua cây châm đâu, đến phía trước đến xem nha. Hầu Thị kiêu căng ngẩng đầu lên, cùng Ninh Bân Hòa Ly về sau, nhất thời không tìm được thích hợp, sau lại nghe nói mời đến cái thần y chữa khỏi hắn. Hầu Thị có điểm hối hận, kỳ thật Ninh gia đãi chính mình vẫn là không tồi, nếu là hắn thân mình không rơi xuống tật xấu, lại trở về đi theo hắn tiếp tục sinh hoạt cũng đúng. Chính là ngày đó ở cửa thôn gặp Ninh Hinh, nàng vẻ mặt băng cha tử, còn cố ý ác thanh ác khí nói chuyện, hiển nhiên là tức giận thực, còn không cho nàng nhờ xe. Lúc ấy Hầu Thị nghĩ có thể hồi Ninh gia, liền chưa nói gì, tùy ý Ninh Hinh nói móc vài câu cũng chịu đựng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng đã tìm hảo nhân ra, tuy nói Đồng Đại tam mười mấy, vừa vào cửa liền cấp ba cái cùng chính mình, không sai biệt lắm đại cô nương đương mẹ kế, nhưng là chỉ cần có thể quá thượng ăn được mặc tốt nhật tử, này đó nàng đều có thể tiếp thu. Nhớ tới Ninh Bân nằm liệt trên, giường đất, hắn cha mẹ cho hắn đoan phân đoan nước tiểu tình cảnh, nàng liền cảm thấy kia quả thực không phải người quá nhật tử. Ninh Hinh vừa nhấc đầu, ngây ngẩn cả người, vừa rồi Hầu thị nói đà lợi hại, nàng không nghe ra tới quen thuộc, giờ phút này bị người ta để danh nói họ điểm chính mình, mới biết được trước mắt đứng người là ai. Ngươi như thế nào sẽ, Ninh Hinh cả kinh nói chuyện đều không nhanh nhẹn, Hầu thị biết Đồng Đại đối Ninh gia hận thấu xương, cho nên, ở trước mặt hắn càng là nhưng kính nói khó nghe nói, ta làm sao vậy, ta gả cho Đồng trưởng quầy, không thể so gả cho Ninh Bân cái kia ma quỷ cường sao, một cái nằm liệt trên giường đất nhị ngốc tử, liền đại tiểu tiện đều đến người hầu hạ, hiện giờ giải oan lại có thể thế nào, thân mình đã gầy yếu cùng cái con gà con dường như, cũng có thể tính cái nam nhân. Hầu thị mắng vài câu, cảm thấy đặc biệt hả giận, đắc ý rào rạt ôm vai, mắt lé liếc Ninh Hinh, ngươi Ninh Hinh, không am hiểu mắng chửi người, nhưng là hôm nay bị chọc tức tàn nhẫn, chỉ vào Hầu thị mắng to, ngươi mới là nhị ngốc tử đâu, ngươi mới là ma quỷ, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, nhà mình trượng phu gặp khó, ngươi liền tung ta tung tăng chạy đi tìm nhà dưới, ngày nào đó hắn cũng xảy ra chuyện, ta xem ngươi còn đi tìm ai. Đồng Đại vừa nghe liền đứng lên đôi mắt, ngươi cái tiểu tao đàn bà chú ai đâu, Lý Hồng Anh cầm trên tay một cái chân châu châm cài đang ở nhìn, nghe, xong lời này, mói tiếp theo viên chân châu bắn qua đi, Đồng Đại chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì chợt lóe, hốc mắt thượng tê dần, hắn tưởng bị hạt cát mê mắt, vội vàng che lại đôi mắt đi hậu viện tẩy. Hầu thị xoa khởi eo nga, giận trừng mắt Ninh Hinh hô, Ninh Bân gặp nạn là hắn tự tìm. Xứng đáng hắn cả đời quá không tốt nhất nhật tử, ngươi nhìn xem còn có nữ nhân chịu gả cho hắn sao, nhân gia Triệu gia cũng không tìm hắn phiền toái, hắn cố tình muốn thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, nghe nói thẩm án thời điểm còn có cái đại cô nương ra tới làm chứng, muốn ta nói, không chừng bọn họ sớm đã có một chân, nếu không hắn làm gì liều mạng cứu người ra, như thế nào người khác không cứu đâu, nàng giọng nói xuống dốc, Tần Thủ Du nhảy dựng lên. Cách quầy liền trìu nàng một cái tát, ngươi cái tiện nhân, ta làm ngươi miệng tiện. Ninh Hinh cũng khí điên rồi, tiến lên nhéo Hầu thị liền hung hăng ninh một phen. Đồng Đại rửa đôi mắt, nghe được tiểu kiều thê giết heo dường như chu lên, vội vàng từ hậu viện chạy tới. Lý Hồng Anh kéo ra Ninh Hinh cùng Tần Thủ Du, làm các nàng đi mau, sau đó liền tung ra một thỏi bạc tạp tới rồi Hầu thị trên người, cái này cây châm ta mua. Ba người từ đồng nhớ cửa hàng chạy ra liền vội vàng trở về đi, phía sau cũng không có người đuổi theo, chắc là Hầu thị đang ở tố khổ. Nhà bọn họ là tại đây trấn trên làm buôn bán, nếu ở trên đường cái đánh lên tới, mọi người xem chính là nhà bọn họ náo nhiệt. Cho nên, Lý Hồng Anh cảm thấy bọn họ khẳng định là muốn đi Ninh gia trang đại náo một hồi, làm Ninh Bân càng không mặt mũi. Thuyết minh nguyên do, mấy nam nhân sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Cố Thanh Sơn một bên giúp tức phụ xoa nước mắt, một bên nhẹ giọng hỏi, ngươi không bị đánh đi, bọn họ nếu là đánh ngươi, ta hiện tại liền đi giết chết hắn, không có, ta không sợ cùng nàng đánh nhau, chính là chưa hết giận, đánh chết nàng cũng chưa hết giận, còn có, đồng ra, bọn họ tính kế ta kia bút chướng còn không có tính đâu, Thanh Sơn ca, ta tưởng khai cái trang sức cửa hàng, đỉnh chết nhà bọn họ mua bán, làm cho bọn họ uống gió Tây Bắc đi. Giống bọn họ loại người này, đem tiền xem đến so cái gì đều trọng, làm hắn tránh không tiền, so đánh hắn hảo xử. Cố Thanh Sơn lúc này mới minh bạch tức phụ nói ý tưởng là cái gì, lập tức gật đầu đáp ứng, hảo, chúng ta liền khai một gian trang sức cửa hàng, không cầu kiếm tiền, chuyên môn cùng hắn đoạt sinh ý, làm hắn sống không bằng chết. Lý Hồng Anh lắc lắc trong tay chân châu châm cài, định liệu trước nói. Ta đã có biện pháp, lão Đàm ngươi xem, đây là ai ra hóa, Đàm Sĩ Lễ tiếp nhận tới lặp lại nhìn một cái, nghi hoặc nói, đánh chúng ta lâm lang các dấu hiệu, chính là như vậy thô giáp thủ công, thực rõ ràng không phải chúng ta hóa nha đúng rồi, cho nên sao, nhà bọn họ dùng hàng giả mạo chúng ta lâm lang các đồ vật, ngươi cái này thiếu đông gia tính, toán như thế nào xử trí, Đàm Sĩ Lễ hơi mỉm cười. Nhìn về phía Cố Thanh Sơn hai vợ chồng, đệ muội, ngươi không cần sốt ruột, nay Đồng gia không mấy ngày lành qua, chúng ta Đàm gia là đại thương hộ, mua bán trải rộng cả nước, Bảo Định phủ liền có chúng ta chi nhánh, ta phái người đi thông chi một chút trưởng quầy, làm hắn lại đây tra một chút đồng nhớ, sau đó báo quan cáo hắn bán hàng giả, lấy hàng kém thay hàng tốt, không chỉ có muốn hung hăng phạt thượng một bút, về sau chúng ta cũng không cho hắn cung hóa, còn muốn nói cho mặt khác cung hóa thương Đồng ra ti tiện hành vi, bảo đảm hắn này cửa hàng khai không đi xuống. Lý Hồng Anh nói tiếp, đúng rồi, sau đó chúng ta liền ở Lai Thủy Trấn khai một nhà chi nhánh, bán chính tông lâm lang các trang sức, chúng ta ấn thấp nhất giới cho các ngươi cung hóa, lại phái một cái thợ thủ công sư phó lại đây, giáo các ngươi chính mình làm trang sức, rốt cuộc nơi này là ở nông thôn, lâm lang các đồ vật có chút người mua không nổi, các ngươi chính mình học xong, về sau liền có thể chính mình thiết kế chế tác, lợi nhuận lớn hơn nữa. Cố Thanh Sơn cùng Ninh Hinh liếc nhau, giai đại vui mừng, vội vàng đáp tạ. Cố Thanh Sơn nói, Ninh Bân ca từ nhỏ chính là cái tâm linh thủ xảo người, còn sẽ viết tự vẽ tranh, mấy ngày nay ta liền nghĩ cho hắn khai cái cửa hàng, làm cái gì mới có thể không quá mệt mỏi, hiện giờ thế nhưng vừa vặn tốt, làm trang sức không cần rất lớn sức lực, vừa vặn thích hợp hắn. Hạ Vũ thấy đại gia nói lửa nóng, cũng thỏ qua tới nói, các ngươi nói có phải hay không thật sự, nếu là thật tính toán làm, chúng ta tiệm vải bên cạnh nước trà cửa hàng không tính toán làm, đang muốn bàn đi ra ngoài đâu, ta có thể đi theo chân bọn họ ra nói, làm hắn tiện nghi điểm bàn cấp nhà chúng ta. Đại gia càng nói càng trôi chảy, lập tức gó định rồi phân công hợp tác kế hoạch. Đàm Sĩ Lễ cùng Lý Hồng Anh phải về Lai Thủy huyện đi, liền trực tiếp từ trấn trên xuất phát, đến huyện thành về sau liền phái người đi Bảo Định, phủ kêu cái quản sự lại đây cùng Đồng nhớ thư kiện. Hạ Vũ phụ trách đem bên cạnh cửa hàng bàn xuống dưới, làm tốt hết thảy thủ tục. Cố Thanh Sơn cùng Ninh Hinh trở về chuẩn bị tiền cùng mặt khác cửa hàng yêu cầu dùng đồ vật. Tần Thù Du lặng lẽ túm Ninh Hinh tay áo, thấp giọng nói, người có tam cấp. Ninh Hinh cười, giữ nàng lại tay, đi, ta mang ngươi đi. Hai người đi ra khỏi phòng, tới rồi dưới gốc cây yên lặng chỗ, Tần Thù Du dừng bước, Ninh Hinh, ta không phải muốn đi nhà xí. Ta là tưởng đơn độc cùng ngươi nói một câu, Ninh đại ca vì cứu ta, bị như vậy nhiều ủy khuất, lại chưa từng cùng ta nói rồi một câu lời nói nặng, vừa rồi kia chết nữ nhân, thế nhưng nói cái loại này lời nói, ta liền đặc biệt sinh khí, hắn đã cứu ta, liền xứng đáng quá cả đời khổ nhật từ sao, ta tưởng, Ninh Hinh trong lòng âm thầm cao hứng, lại cấp nàng nói không nên lời, thúc giục nói, ngươi muốn thế nào? Không phải là lại đi đánh nàng đi, đánh nàng cũng vô dụng, phải làm đại ca quá tốt nhất nhật tử, tức chết nàng đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, liền phải làm Ninh đại ca quá tốt nhất nhật tử, cho nên ta muốn gả cho hắn, hảo hảo chiếu cố hắn, không cho hắn lại chịu những cái đó tội, chính là Ninh đại ca chưa bao giờ có đối ta. Ninh Hinh đại hỉ, lập tức cầm nàng đôi tay, vui mừng hỏi, thật sự, ngươi thật sự vui gả cho ta đại ca, kia. Hắn khẳng định cao hưng muốn chết, ta đại ca là cái người thành thật, hắn sẽ không trêu chọc tiểu cô nương, giống Phí Cường như vậy chính là sẽ hống người, chính là ta nghe Thanh Sơn ca nói hắn cùng rất nhiều nữ nhân đều có việc nhi, con thường xuyên đi kỹ viện, vẫn là ta đại ca như vậy nam nhân hảo, ngươi gả cho hắn khẳng định toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Chương 68 thành thân mật sủng hằng ngày 14 đêm đó. Lão thần tiên từ Bảo Định phủ trở về, đã biết Tần Thù Du tâm tư, kỳ thật hắn đã coi trọng Ninh Bân, thiện lương thuần phác tiểu tử, bởi vì cứu nhà mình cháu gái mới bị thương, ném tức phụ, liền tính là cái nhị hôn, nhưng là nhân phẩm hảo là đủ rồi, nhà mình cháu gái không cũng cùng người lui thân sao, cũng coi như là có cái chọn nhi. Hai nhà lập tức nghị định hôn sự, nhi sớm không nên vãn, liền ở 7 tháng đê đính hôn, 9 tháng thành thân đi. Tiễn đi các khách nhân, Cố Thanh Sơn vợ chồng son về đến nhà, tiếp tục chính mình an tĩnh ấm áp cuộc sống gia đình. Hắn đi bờ sông soát mã, cắt thảo, nàng đi đất trồng rau trích đồ ăn, về phòng nấu cơm. Cố Thanh Sơn ở bờ sông soát mã, lầm bầm lầu bầu cùng nó tán gẫu, huynh đệ, ngươi hôm nay sao như vậy không phong độ đâu, một con bị kinh con lừa đều có thể đem ngươi sợ tới mức chạy đến lạch ngòi đi. Ngươi chính là thượng qua chiến trường bảo mã, BMW kép nha, không đến mức như vậy không tiền đồ đi, có phải hay không đại cựu tử cố ý, ai, hắn cố ý đem ngươi đuổi tới bờ sông, làm ngươi phiên xe, sau đó hắn anh hùng cứu mỹ nhân đúng không, nhìn không ra tới, đại cựu tử còn có nảy tâm địa gian dảo. Hắn lo chính mình lải nhải, vừa quay đầu, lại liền nhìn thấy nóc nhà thượng ống khói toát ra từng đợt khói bếp, thật tốt. tức phụ lại làm tốt ăn đâu, ăn no, buổi tối lại có thể ôm nàng tận tình ngọt ngào, hôm nay trong nhà nhưng không có khách nhân, nàng tổng nên có thể buông ra một hồi đi. Nắm mã vào viện, an trí ở chuồng ngựa, uy, thảo cỏ khô, hắn lại cầm lấy cái chổi đem sân quét một lần, từ dưa trong đất tìm hai cái dưa lê tẩy hảo, đi dưa hạt, cắt thành một mảnh, đưa cho Ninh Hinh ăn. Tức phụ, làm cái gì ăn ngon? Ninh Hinh trong tay bận rộn, cúi đầu liền cắn một ngụm, lạc mấy chương bánh rán hành, chụp cái dưa chuột, trưng cái da bùn không có thịt à. Cố Thanh Sơn có điểm thất vọng, ngày hôm qua dư lại thịt dê còn có không ít đâu, ta đặt ở nam chân tường phía dưới dùng nước lạnh băng, cũng không hư, nhiệt nhiệt tiếp theo ăn đi. Ninh Hinh nhìn hắn cười, ân, không ăn thịt không sức lực, chủ yếu là ngươi ăn nhiều một chút, mấy ngày nay đều không quá tận hứng, hôm nay buổi tối ngươi đến hảo hảo mà cùng ta thân thiết một hồi. Cố Thanh Sơn buông dưa lê, từ phía sau ôm chặt nàng, Ninh Hinh đỏ mặt phun hắn một ngụm, ngươi ngày nào đó không tận hứng lạc. Cố Thanh Sơn dùng ấm áp gương mặt cọ cọ nàng hõm vai, chơi sâu nói, ngày nào đó đều không đủ, còn không phải là vì chiếu cố ngươi, luôn là không đạt được ta muốn cảnh giới, đêm nay chúng ta hảo hảo lộng lộng, bảo đảm làm ngươi thoải mái thét chói tai. Ninh Hinh xấu hổ đến cũng không dám nói chuyện, chỉ cúi đầu bận rộn quấy đều mâm ra bùn, liền thấy bên ngoài sáng lên một đạo tia chớp, vội vàng sai khiến hắn rời đi, muốn trời mưa, mau đi thu ra, còn có, ngươi muốn hay không đem dưa hấu dùng vĩ che một chút. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Cố Thanh Sơn luyến tiếc rời đi, ôm nàng tiếp theo cọ cọ cọ, quản nó đâu, ái hạ hạ bái, cùng lắm thì nhiều phơi mấy ngày. Ninh Hinh buông quấy tốt ra bùn, quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, lần trước ngươi liền nói như vậy, ra đều mau phơi tốt thời điểm đã bị xối, hôm nay lại xối một lần còn không đều lạn rớt, ngươi như thế nào như vậy lười. Ăn huấn nam nhân cười hì hì ôm nàng không buông tay, nàng hướng ngoài cửa đi, hắn liền như liên thể anh nhi giống nhau đi theo nàng nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài. Ninh Hinh không lay chuyển được hắn, liền chính mình động thủ thu ra, chồng thành một chồng liền giao cho hắn, cầm. Nam nhân nghe lời tiếp nhận đi, một tay nâng một chồng phơi tốt da lông, một cái tay khác còn không chịu buông ra tức phụ eo nhỏ. Ninh Hinh đem ra thu xong, khiến cho hắn phóng tới trong xương phòng đi, chính mình vào nhà cầm đem kéo, xuống ruộng chọn đại cái dưa hấu cắt đoạn dưa mạng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn xem rắn chắc tầng mây, tựa hồ là thật muốn tiếp theo chàng mưa to, liền phối hợp tức phụ ý tưởng, đem nàng cắt xuống tới đại dưa hấu đều dọn đến trong xương phòng đi. Nam nhân có sức lực, một tay thác một cái đại dưa hấu đi bước đi như bay. Ninh Hinh cắt xong dưa hấu cũng hỗ trợ hướng trong nhà dọn, chính là dưa quá lớn, nàng chỉ ôm một cái liền thở hổn hển thực cố sức. Cố Thanh Sơn cười tiếp nhận nàng trong tay đại dưa hấu, tức phụ ngươi không cần làm này phí lực khí việc, tỉnh điểm kính nhi trên giường đất xử đi ngươi, trong nhà không có khách nhân, này nam nhân như thế nào liền cũng không có đứng đắn, khi nàng đá hắn một chân, chạy tới đất trồng rau trích đồ ăn, phía sau lại truyền đến một chuỗi kiêu ngạo tiếng cười. Buổi tối hạ vũ, ngày mai đất trồng rau khẳng định lầy lội, không bằng đêm nay nhiều trích chút đồ ăn, ngày mai liền không cần đến đất trồng rau tới. Nàng đề ra một đại rổ đậu que, dưa chuột, cà tím, ớt cay, cây cải dầu bỏ vào trong phòng bếp, coi Trừng Thanh Sơn dọn xong rồi dưa hấu, liền đem đêm nay đồ ăn mang lên cái bàn, kêu hắn tiến vào rửa tay ăn cơm. Bên ngoài sấm sét ầm ầm càng náo nhiệt chút, lại không thấy trời mưa, một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, vợ chồng son một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng nói Ninh Bân hôn sự. Ninh Hinh hôm nay tâm tình thực hảo, đại ca trầm hoan giải tội, còn phải một môn hảo hôn sự, đè ở đáy lòng một cục đá lớn rốt cuộc dập nát, lập tức nhẹ nhàng thật nhiều. Cố Thanh Sơn thường thường nói hai câu lời nói thô tục đậu đậu nàng, ngẫu nhiên còn muốn nằm nằm tay nhỏ, sờ sờ đùi. Ninh Hinh hoặc là không để ý tới hắn, hoặc là liền đá hắn hai chân. Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm xong, Ninh Hinh múc nước ấm tắm rửa, Cố Thanh Sơn liền đi theo ở thau tắm bên cạnh chuyển, bị tức phụ không chút khách khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi không phải mỗi ngày đều đi trong sông tắm rửa sao, ngươi nhìn bên ngoài lại sét đánh lại chớp, vạn nhất phách ta, ngươi thượng nào tìm tốt như vậy nam nhân đi, đêm nay, hai ta liền chắp vá, cùng nhau tẩy đi, hắc hắc thời tiết không tốt, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, bất quá, thao tắm như vậy tiểu, cũng không thể cùng nhau tẩy nhà, ngươi đi trước buồng trong chờ xem, ta tẩy xong rồi kêu ngươi. Ninh Hinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy hắn chưa chắc chịu, không nghĩ tới Cố Thanh Sơn đáp ứng thập phần thống khoái, vui sướng đi buồng trong, không, cùng nàng nị trăng. Ninh Hinh cởi xiêm y, ngồi vào ấm áp thao tắm, nhắm mắt lại mắt lẳng lặng hưởng thụ nước ấm phao tắm, cảm giác được bên người có một chút khác thường tình huống, nàng chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình trước mặt nhiều một quyển sách, thư thượng không có tự, lại là một bức họa, hình ảnh này Ninh Hinh đằng mà một chút đỏ mặt, Kiều Thanh nói, ngươi từ đâu ra này đó mắc cỡ đồ vật, mau lấy ra phí cường tặng cho ta nha, ngươi nhìn xem, kỳ thật. Khá xinh đẹp, chúng ta hôm nay buổi tối liền thử xem tư thế này thế nào. Cố Thanh Sơn sợ bảo bối thư bị nàng ném vào trong nước, cho nàng nhìn thoáng qua liền thật cẩn thận phóng tới một bên trên bàn, chân dài một mại liền vào thau tắm, nhỏ hẹp thùng lập tức nhiều một người, vẫn là cái như thế cao lớn cường tráng nam nhân, dầm một chút thủy đã bị bài trừ đi hơn phân nửa. Ninh Hinh lập tức mở mắt ra, dùng một đôi tay nhỏ chống đẩy hắn, ngươi mau đi ra nha, nói tốt, ngươi. Không nói tín dụng, Cố Thanh Sơn trong lòng cười thầm, ở nhà mình tức phụ trước mặt, tín dụng tính cái gì ngoạn ý nhi, gặp quỷ đi thôi. Hắn ngồi không dưới, chỉ có thể ngồi xổm, một đôi bàn tay to không lưu tình chút nào mà công kích qua đi, tức phụ nhi, hai ta ai với ai nhà, tới ta giúp ngươi tẩy, thùng chung bọt nước văng khắp nơi, một đôi bạch ngọc tề cánh tay bị hai chỉ thô tráng cánh tay chế trụ. Thực mau liền không có đánh trả chi lực, chỉ có thể tùy ý nhân ra, muốn làm gì thì làm, không gian nhỏ hẹp, hắn thi triển không khai, ôm tức phụ ra thủy, đơn giản xoa xoa liền cấp khó dằn nổi phóng tới trên giường đất. Ninh Hinh chịu không nổi như vậy mắc cỡ sự, một phen xả quá chăn liền đầu đều bịt kín, nếu ở thường lui tới, hắn khẳng định sẽ không thuận theo không buông tha xả chăn, nhào lên tới thân nàng hống nàng cũng liền ỡm cho hắn đi. Chính là hôm nay không biết làm sao vậy, bên ngoài sấm sét ầm ầm, trong phòng lại lập tức an tĩnh. Ninh Hinh ngốc ngốc che ở trong chăn đã lâu, đều không thấy hắn có động tĩnh gì, nhất thời buồn bực, lặng lẽ kéo ra một cái phùng ra bên ngoài xem. Hắn uể oải ỉu xìu rũ đầu, phía sau lưng dựa vách tường, khúc hai chân, hai tay lười biếng đáp ở đầu gối, cũng không màng chính mình thân vô phiến lũ, liền như vậy cuộn tròn ở giường đất đuôi trong một góc, không rên một tiếng. Thanh Sơn ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thoải mái? Ninh Hinh lo lắng hỏi. Hắn không có lập tức trả lời, lại trầm mặc trong chốc lát, cấp nàng đều ngồi dậy, mới chậm gì gì hỏi, Ninh Hinh, ngươi có phải hay không thích ta? Ninh Hinh lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngươi nói như thế nào loại này lời nói? Cố Thanh Sơn không có ngẩng đầu xem nàng, tiếp tục muộn thanh nói, Ninh Hinh, ta là thích làm chuyện đó. Bởi vì ta là nam nhân, ta thừa nhận, chính là ta nghe Phí Cường nói, nếu một nữ nhân thích một người nam nhân, liền vui cùng hắn làm chuyện đó, nàng cũng sẽ cảm thấy rất khoái nhạc, thực thoải mái. Nếu nàng không thích nam nhân kia, tự nhiên không thích nam nhân thân cận, chính là ngươi luôn là trốn tránh ta. Cái này sát ngàn đao Phí Cường. Ninh Hinh nghiến răng, ở trong lòng hận chết hắn, ta nào có, ta chỉ là không thói quen, cảm thấy thực mắc cỡ thôi. Cố Thanh Sơn lại không chịu nghe, dùng đôi tay bưng kín lỗ tai, ta không muốn nghe giải thích, ta chỉ xem ngươi hành động. Ninh Hinh nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn như vậy ủ rũ cục đôi bộ dáng đặc biệt ủy khuất đáng thương, nàng cắn môi, hạ quyết tâm, từ trong ổ chăn bò ra tới rồi hắn biên. Hắn rũ đầu, nhìn đến bạch ngọc giống nhau eo nhỏ xuất hiện ở trước mắt, hô hấp lập tức dồn dập lên, buông đôi tay đỡ nàng eo nhỏ, phóng bình chính mình đầu gối, làm nàng ngồi vào trên người mình. Bên ngoài bỗng nhiên rớt xuống một trận mưa to điểm tử, hoa đùng bang đánh vào song cửa sổ thượng. Ninh Hinh hoảng sợ, ngồi xuống đi thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ai ngờ hắn đã sớm nhắm ngay vị trí. Một kích mệnh trung, ngươi. Ninh Hinh lọt vào đột nhiên tập kích, quay đầu liền thấy được nam nhân thỏa mãn lại đắc ý cười, ngươi thật là xấu. Ninh Hinh khí muốn cắn hắn, một nhào lên đi liền chữ đạo của hắn. Hắn lại khúc khởi hai chân, tiền hậu giáp kích, đem nàng đổ ở bên trong, tránh cũng không thể tránh, nàng eo nhỏ bị hắn một đôi bàn tay to khống chế chặt chẽ, theo hắn động tác trên dưới sóc này, tựa như dính ở hắn trên người giống nhau, kia rắn chắc hữu lực xúc cảm thực mau liền đánh tan nàng thần trí, lâm vào hắn một đợt lại một đợt tiến công bên trong, thẳng đến nàng bị diêu sắp tàn giá, đầu quả tim bay lên tới tê dại lan tràn đến toàn thân, nam nhân mới nắm nàng eo dùng sức đi xuống một áp, thoải mái thở ra một hơi. Ninh Hinh ghé vào hắn ngực thượng, vô lực thở phì phò, bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã, trong phòng trên giường đất cũng đã sớm ướt một tảng lớn, may mắn đây là ở giường đất đuôi, không phải đang ngủ đệm giường thượng, bằng không còn như thế nào ngủ. A Hinh, thoải mái sao? Hắn nhẹ vỗ về nàng bóng loáng phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi, loại này vấn đề nàng như thế nào không biết xấu hổ trả lời đâu, vừa rồi đều kêu lớn tiếng như vậy mất khống chế, còn không thể chứng minh nàng đã thoải mái tới rồi cực điểm sao, làm gì còn một hai phải hỏi ra tới, ai, xem ra là không có thỏa mãn ngươi, hảo đi, chúng ta lại đến một lần. Cố Thanh Sơn tay lại không thành thật. Chương 69 thành thân mật sủng hằng ngày 15 sáng sớm hôm sau, hết mưa rồi, nhưng là thiên vẫn là âm. Cố Thanh Sơn ở tức phụ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, chậm rãi đứng dậy, giúp nàng cái hảo chăn mỏng, tay chân nhẹ nhàng hạ giường đất. Đêm qua hắn chính là thật sự hết hưng, hiện tại ngẫm lại đều nhịn không được muốn cười. Kiều tức phụ bị hắn thu thập dễ bảo, linh hồn nhỏ bé đều ném không có, tình đến nùng khi, nàng kêu giọng nói đều ách, cầm lòng không đậu mà phối hợp hắn, làm hắn vui mừng cực kỳ. Thẳng đến hôm nay rạng sáng, vũ đều ngừng, bọn họ còn không có đình, phí như vậy đại lực khí, tức phụ khẳng định đói bụng, hắn sợ nàng tỉnh lại đói đến khó chịu lại không có nóng hổi cơm ăn, đã đi xuống giường đất cho nàng nấu cơm. Tức phụ giọng nói đều điểm ách, uống điểm canh cá có lẽ có thể nhuận hầu đi. Hắn dẫn theo sao võng đi vào hồ sen biên, trước mấy tháng rắc đi cá bột đã trưởng thành, ném mấy khối làm màn thầu đem cá dẫn tới trên mặt nước tới, hắn một võng đi xuống liền vớt lên 7-8 điều, đem không trưởng thành tiểu ngư bỏ xuống đi làm chúng nó tiếp theo sinh trưởng, để lại 3 điều đại cá trích hầm canh. Cố Thanh Sơn vui vui vẻ vẻ về đến nhà, quá phức tạp cơm sáng hắn sẽ không làm, nhưng là đem tối hôm qua dư lại bánh cùng đồ ăn bỏ vào trong nồi nhiệt một chút, ngao điểm gạo kê cháo, trưng thượng mấy cái trứng gà, hắn vẫn là không thành vấn đề. Lòng bếp điền hảo củi gỗ, hắn ngồi tiểu băng ghế ở bồn gỗ quát vẩy cá. Ninh Hinh nương ở nhà ăn cơm sáng, giặt sạch chén, liền đến đất trồng rau đến xem, tối hôm qua như vậy mưa lớn, nàng sợ đem dưa chuột, đậu que cái giá đều hướng đổ, nếu là có rớt đến trên mặt đất đồ ăn, sấn không lâu sau, lấy về ra đi tẩy tẩy còn có thể ăn. Đi đến Lai Thủy Hà biên, thấy Cố gia tân phòng bốc cháy lên khói bếp, Ninh Hinh nương âm thầm lắc đầu, như vậy vãn mới nấu cơm, Ninh Hinh như thế nào càng ngày càng lười. Nàng đi đến đất trồng rau nhìn lên, chỉ có dưa chuột cái giá oai mấy cái, liền dùng tay vịn lên, dùng chân dẫm dẫm phía dưới bùn đất, đem cái giá chuẩn bị cho tốt. Nàng vào Cố gia đại môn, lập tức bôn phòng bếp đi. Ninh Hinh nào, ngươi như thế nào là ngươi? Nàng giật mình phát hiện cô ra chiều lòng bếp thêm 2 căn xài, sau đó cúi đầu dao phay quát vẩy cá. Cố Thanh Sơn không nghĩ tới mẹ vợ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cũng lắp bắp kinh hãi, kêu một tiếng nhạc mẫu, liền buông trong tay dao phay, chạy đến bên cạnh nước trong bồn rửa tay. Ninh Hinh nương gắt gao mà nhăn mày, xoay người liền vào phòng ngủ, lại thấy nhà mình khuê nữ đắp chăn ngủ chính hương. Ninh Hinh từ nhỏ cần mẫn hiểu chuyện, trước nay không làm người nhọc lòng, chính là không nghĩ tới nàng thành thân về sau lại là như vậy không hiểu chuyện. May mắn Cố gia song thân đều không còn nữa, này nếu là làm bà đổ trong ổ chăn, còn không biết xấu hổ gặp người sao. Ninh Hinh nương khí nâng lên bàn tay liền phải đánh, chính là trong lòng lại điểm rối rắm, từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên khuê nữ, trước nay cũng không có động thủ đánh quá. Chính là, càng là đau lòng nàng phải càng là nghiêm khắc quản giáo, hiện tại tân hôn khi, cô gia có thể đem nàng sủng đến vô pháp vô thiên, chính là chiếu như vậy đi xuống, sớm muộn gì phải bị nam nhân ghét bỏ nha. Cố Thanh Sơn giặt sạch tay theo vào buồng trong, liền thấy mẹ vợ bàn tay rơi xuống, sợ tới mức hắn cấp tốc tiến lên che ở Ninh Hinh phía trước, bang một cái tát vỗ vào hắn cánh tay thượng, đem Ninh Hinh đánh thức. Cố Thanh Sơn sốt ruột mà giải thích, nương, này ngài đừng trách Ninh Hinh, là ta sai, ngài muốn đánh liền đánh ta đi. Ninh Hinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Cố Thanh Sơn cao lớn bóng dáng che ở chính mình trước mặt, ách thanh hỏi, Thanh Sơn ca, ngươi với ai nói chuyện đâu? Ta giọng nói làm, cho ta đảo chén nước đi ai, hảo, Cố Thanh Sơn đáp ứng dứt khoát, đem chính mình đã pha tốt trà ấm đổ một ly lại đây, đoan đến gối đầu biên đút cho nàng uống. Nương, ngài như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, Ninh Hinh còn không mở ra được mắt đâu, bất quá trước mắt người quá quen thuộc, nàng đại khái quét liếc mắt một cái cũng biết là ai. Ninh Hinh nương tức giận ngồi vào giường đất duyên thượng, mắt lạnh nhìn Cố Thanh Sơn vì nàng nước uống, như vậy khuê nữ u, thật là không biết nên thế nàng cao hứng hay là nên thế nàng e lệ. Còn sớm cái gì sớm nha, này đều giờ nào, Ninh Hinh, ngươi trước kia ở nhà rất cần mẫn, hiện giờ đây là làm sao vậy, Thanh Sơn nào, ngươi không thể quá quán nàng, đem nàng chiều hư nhưng làm sao bây giờ. Ninh Hinh nương phe phẩy đầu nhìn dưới mặt đất, Ninh Hinh vừa muốn bỏ dậy, liền phát hiện trên người trơn bóng, trừ bỏ đầy người râu tây ấn đặc biệt rõ ràng, mặt khác cái gì đều không có, nàng sợ tới mức buồn ngủ toàn vô, vội vàng lại bò tới rồi trong ổ chăn. Cố Thanh Sơn vội vàng hòa giải, nương, ngài ăn cơm sao, đến trong phòng bếp ăn chút đi, này đều khi nào, ta có thể không ăn cơm sao. Ninh Hinh nương trong lòng nghẹn những lời này chưa nói, bởi vì vừa rồi Ninh Hinh bò dậy kia một cái chớp mắt, nàng thấy, khuê nữ da bạch non mịn, như vậy nhiều hồng dấu vết có thể nhìn không thấy sao, này đến là có bao nhiêu kịch liệt mới có thể thành như vậy. Ninh Hinh nương là người từng trải, vừa thấy tự nhiên liền minh bạch sao lại thế này, một trương mặt già đều tao đỏ, nàng tân hôn lúc ấy, cùng cha mẹ chồng trụ một cái sân, trước nay cũng không có như vậy kịch liệt quá. Ta đã sớm ăn qua, các ngươi ăn cơm đi, ta đi đất trồng rau nhìn xem. Ninh Hinh, ngươi buổi chiều về đến nhà tới một chuyến, nương có chuyện cùng ngươi nói. Ninh Hinh nương ném xuống một câu liền mau chân đi rồi, Cố Thanh Sơn vội vàng tặng đi ra ngoài. Ninh Hinh ủy khuất lộc cộc mà mặc tốt xiêm y lên, thúc cái đơn giản búi tóc, liền đi phòng bếp rửa mặt, thu thập nhanh nhẹn, mới phát hiện bụng đã sớm đói bẹp, ngồi ở bên cạnh bàn vừa động đều không nghĩ động. Cố Thanh Sơn vào cửa thời điểm, liền thấy nàng hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, ôm chén trà, câu được câu không uống trà, đói bụng đi, ta cho ngươi đoan cơm. Ninh Hinh thở dài, giãy giụa bò dậy, ta nào còn dám làm ngươi hầu hạ a. Lão nương đều cùng ta tức giận, vẫn là ta tới hầu hạ ngươi đi, ngươi ngồi đi. Cố Thanh Sơn cười hì hì ngăn lại nàng, tay đều run lên, con cậy mạnh, năng ngươi làm sao bây giờ. Ninh Hinh biết hắn đau lòng nàng, cũng không cùng hắn tranh, nghịch ngợm bĩu môi nhi, nương đi Lạc Ân, đi rồi, nàng lão nhân gia chính là không thói quen nhà chúng ta cách sống, kỳ thật về sau thói quen thì tốt rồi. Hắn cười xốc lên nồi, đem đồ ăn mang sang tới đặt ở trên bàn, thịnh hảo hai chén gạo kê cháo lượng ở bên cạnh bàn, lại đem một chén trưng tốt trứng gà mang sang đã tới nước lạnh, phong tới chính mình trước mặt, cầm lấy một cái ở góc bàn khái một chút, không nhanh không chậm lột tới. Ta muốn ăn trứng. Ninh Hinh ghé vào trên bàn làm nũng mà nhìn hắn, muốn ăn cái nào trứng, tối hôm qua ăn còn chưa đủ. Cố Thanh Sơn vứt cho nàng một cái ái muội ánh mắt, cố ý đậu nàng, ngươi xấu lắm, ta muốn ăn trứng gà. Ninh Hinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gương mặt gối lên cánh tay thượng, quay đầu đi không xem hắn, hắc hắc, cái này chính là cho ngươi lột, ta không yêu ăn trứng, chỉ thích ăn nái. Nam nhân ra mặt dày đem hoạt nộn trứng gà đưa tới nàng trước mắt, người Ninh Hinh cảm thấy đã không có biện pháp cùng hắn bình thường nói chuyện, liền lấy qua trứng gà cúi đầu từ từ ăn. Cố Thanh Sơn khóe miệng nhếch lên, hàm chứa ý cười nhìn chính mình âu yếm tiểu tức phụ, thấy nàng đỏ bừng môi ngậm lấy trắng nõn trứng gà, một ngụm cắn đi xuống, có màu cam lòng đỏ trứng lộ ra tới, làm hắn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một cái hình ảnh, vòng qua bố mảnh, đi đến dựa tường điều bên cạnh bàn, lấy tối hôm qua kia bổn bảo bối thư lại đây, thật cẩn thận phiên đến mỗi một tờ, dơ lên tức phụ trước mặt. A Hinh, ngươi nhìn, ngươi ăn trứng gà bộ dáng có phải hay không cực kỳ giống này bức họa, tối hôm qua chúng ta tuy rằng thử ba loại tân tư thế, chính là này một loại lại chưa thử qua. Ninh Hinh dương mắt nhìn lên, liền cả kinh đã quên ăn trứng, đó là cái gì nha, cư nhiên có người có thể nghĩ ra loại này biện pháp, làm nữ nhân đi ăn kia đồ vật, sao có thể, kia địa phương có thể ăn sao. Nàng trừng lớn mắt giật mình thời điểm, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới đêm qua hắn ăn qua chính mình chỗ đó, phía dưới bởi vì mệt nhọc quá độ mất khống chế, tức khắc toát ra một cổ nhi thủy đi. Ninh Hinh bị trứng gà một nghẹn, mãnh liệt khụ lên, Cố Thanh Sơn vội vàng cho nàng chụp phía sau lưng, hận sắt không thành thép thở dài, ngươi nhìn một cái ngươi, nhắc tới việc này liền kích động, không có việc gì, ta không vội, lúc này mới thành thân mấy ngày nha, về sau có rất nhiều thời gian thân thiết, phi, ai sốt ruột cùng ngươi thân thiết lạc. Ninh Hinh hoãn quá một hơi tới, giận dữ phun hắn một ngụ, nam nhân cười ha ha, đùa giỡn kiều thê thật là trên đời này nhất thú vị nhi sự tình, vợ chồng son ở bên nhau, vô luận hy tiếu nộ mạ đều là ngọt ngào, một đốn bình thường nông gia cơm cũng ăn có tư có vị. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Sơn giặt sạch chén, làm Ninh Hinh lại đi nghỉ một lát nhi, nói tốt chờ Thái Dương ra tới phơi khô lộ, liền đi trấn trên bán dưa hấu. 7 tháng thiên, giữa trưa thực nhiệt, bạo phơi một giữa trưa, trên đường lầy lội đã không thấy, thậm chí có chút đất mặt dương lên. Ninh Hinh ngủ đủ rồi một cái no no ngủ chưa lên, liền thấy hắn đang ở trong viện trang xe, nửa xe đại dưa hấu tròn vò, nhìn liền tìm người thích, này nam nhân cũng không biết như thế nào lớn lên, không thấy hắn ngủ, mỗi ngày còn đều như vậy tinh thần. Kỳ thật Cố Thanh Sơn cũng ngủ chưa? Bất quá là thu thập hảo trong nhà sân, ở Ninh Hinh ngủ lúc sau mới ngủ, vừa cảm giác tỉnh thần thái sáng láng, liền đi trong viện trang hảo xe, chờ nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ninh Hinh mắt to lại khôi phục thần thái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thủy nhuận nhuận, thong thả ung dung từ trong phòng ra tới, lôi kéo hắn tay ào oán trách, ngươi như thế nào không gọi ta, vạn nhất ta một giấc ngủ đến buổi tối, hôm nay liền bán không thành dưa hấu. Cố Thanh Sơn nhìn xem kiều mỹ tức phụ, lòng tràn đầy vui mừng, cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, không sợ, bán không thành liền không bán, ngày mai lại bán cũng giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, này dưa là ngày hôm qua hái xuống, hôm nay này qua đế liền có chút héo, phóng tới ngày mai liền càng bán không được giá tốt. Ngươi xem, ta này bán dưa tức phụ so ngươi loại này dưa hán tử còn hiểu đâu. Ninh Hinh dơ lên khuôn mặt nhỏ khoe khoang cười, tức phụ như vậy ngọt ngào làm nũng bộ dáng, làm hắn trong lòng lập tức ngọt thấu thấu, cười đến miệng đều không khép được. Hảo, hảo tức phụ, chúng ta bán dưa đi. Vợ chồng son ngồi trên xe ngựa hướng tới trấn trên đi. Ninh Hinh ở hồ sen biên thuận tay nắm một cái đài sen, lột ra tới trắng nõn hạt sen liền đặt ở trong miệng ăn, nhìn một cái bên cạnh không ai thời điểm liền đút cho hắn một viên. Chương 70 thành thân mật sủng hằng ngày 16 bán dưa vị trí vẫn là Vương gia đậu hủ phường trước cửa, nhìn lên thấy Cố Thanh Sơn tới, Đậu Hổ Vương hai vợ chồng cùng hai đứa nhỏ đều chạy ra tới. Thanh Sơn nào, này đã nhiều năm không nhìn thấy ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đậu Hổ Vương hưng phấn bắt lấy hắn cánh tay, đầy mặt kinh hỉ, Vương đại ca, ta đã trở về, về sau liền không đi rồi, mỗi năm đều tới ngươi cửa bán dưa hấu. Cố Thanh Sơn cười ha hả đem ngựa buộc ở trước cửa cọc gỗ tử thượng. Thanh Sơn huynh đệ nha, năm ấy ngươi không tới bán dưa, ngươi Vương đại ca nhưng lo lắng ngươi đâu, sau lại gặp phải một cái các ngươi thôn vừa hỏi, mới biết được ngươi tham gia quân ngũ đi. Đậu Hổ Tây thi so 3 năm trước đây lại gầy chút, trên mặt thêm vài đạo nếp nhăn nơi khóe mắt. Ninh Hinh từ trên xe xuống dưới, một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía bán đậu hủ hai vợ chồng, nàng hôm nay mặc một cái vàng nhạt thêu hoa tiểu sam, một cái thạch liệu hồng cao eo áo váy. Trên đầu sơ đơn giản phụ nhân búi tóc, cắm một cây bạc nạm mã não cây châm, mang cùng sắc hệ mã não hoa tai, là Lý Hồng Anh cố ý đưa cho nàng tân hôn lễ vật, xem không tới cũng không thập phần đẹp đẽ quý giá, kỳ thật thủ công tinh xảo, sấn đến khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác giống nhau. Ai u, Thanh Sơn ngươi thành thân nha, tân tức phụ thật xinh đẹp. Đậu Hổ Tây thi tán thưởng nói. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn Ninh Hinh cười cười, kéo nàng lại đây, ta mấy ngày hôm trước mới thành thân, đây là ta tức phụ, kêu Ninh Hinh, là chúng ta thôn. Ninh Hinh ở trên đường đã nghe hắn nói Vương gia phu thê đối hắn chiều cố, còn có nhà bọn họ hai cái đáng yêu nhi tử, giờ phút này, tuy cũng có chút thẹn thùng, lại vẫn là thoải mái hào phóng kêu một tiếng Vương ca, Vương tẩu. Đậu Hổ Vương thượng hạ đánh giá Ninh Hinh, không cấm thở dài, Thanh Sơn nào, ngươi này tức phụ hảo tuấn đâu, ta bỗng nhiên nhớ tới 3 năm trước đây thời điểm, ngươi ném linh hồn nhỏ bé giống nhau vội vàng xé đi rồi, liền lại không trở về, ta còn tưởng rằng, ngươi lúc ấy thích một cái không chờ hắn nói xong. Đậu Hổ Tây thi vội vàng dùng khuỷu tay thọc hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa, ngươi đi nhìn một cái sữa đậu nành có phải hay không nên điểm lỗ, đừng chậm trễ nhân gia vợ chồng son làm buôn bán. Cố Thanh Sơn sợ Ninh Hinh hiểu lầm, chủ động thẳng thắn, Vương đại ca nói chính là Ninh Quyên đính hôn kia một ngày, ta mua điểm tâm cho ngươi đưa đi, ở tiểu lầu bị Ninh Tam Thẩm mắng một đốn, ta mới biết được chính mình căn bản là không xứng với ngươi, lúc này mới ném linh hồn nhỏ bé dường như về nhà, sau lại cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc liền thế Tiểu Xuyên tham gia quân ngũ đi, nếu không phải ngươi cổ vũ ta học giỏi bản lĩnh lại trở về, khả năng ta liền chết ở binh nghiệp chúng. Vương gia đại nhi tử đã 13 tuổi, giật mình há to miệng, hoa, Thanh Sơn thúc ngươi thật lợi hại, ta tính biết ta vì cái gì đến bây giờ cũng chưa tiền đồ, hóa ra là bởi vì không có một cái hiếm lạ cô nương nha. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Cố Thanh Sơn yêu thương sờ sờ Vương Đại Lâm đầu, chọn hai cái đại dưa hấu đưa cho bọn họ ăn, cười nói, chờ ngươi trưởng thành, cưới ngươi hiếm lạ cô nương, thúc thúc nhất định cho ngươi một cái đỏ thẫm phong. Đang nói chuyện, liền có nguyên lai lão khách hàng lại đây bán dưa, Cố Thanh Sơn vội lên, một bên cân nặng, một bên lấy tiền, tiền túi nắm chặt ở Ninh Hinh trong tay, mỗi khi thu một phen tiền đồng, hắn liền vui mừng xoay người giao cho Ninh Hinh, tức phụ nhi, lấy tiền. Lão khách hàng nhóm lập tức liền đều biết Cố Thanh Sơn thành thân sự, đứng ở hắn phía sau Kiều Tiếu tiểu tức phụ chính là tân nương tử nhà, mọi người ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đầu hướng về phía Ninh Hinh. Nàng có điểm mà không đi, lặng lẽ hướng hắn phía sau trốn, tiễn đi một bát người. Cố Thanh Sơn được nhàn, liền quay đầu đối Ninh Hinh nói, ngươi đi trong tiệm ăn tàu phớ đi, Vương tẩu làm tàu phớ còn ăn. Ninh Hinh nhìn một cái hắn trên trán mồ hôi, móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa, lắc đầu nói, ta chờ ngươi bán xong dưa cùng nhau ăn về ấy, ngươi không sợ người khác xem ngươi ta, vốn dĩ chính là ngươi tức phụ sao, lại không phải lén lút. Làm gì không dám gặp người. Ninh Hinh chu lên cái miệng nhỏ, Cố Thanh Sơn trong lòng vui mừng, cười khẽ đi nắm nàng tay nhỏ, sợ bị người trêu ghẹo, thường phục làm xem tiền túi bộ dáng, thu nhiều ít tiền đồng. Ninh Hinh lòng bàn tay bị hắn dùng sức nhéo hai hạ, nhấp miệng cười xem hắn, hồng khuôn mặt nhỏ cúi đầu. 13 tuổi Vương Đại Lâm đã hơi chút hiểu chút nam nữ việc, một bên đẩy ma một bên chiều bên này vọng, hâm mộ thẳng chật lưỡi. Thanh Sơn thúc tức phụ thật tốt, lại xinh đẹp lại ôn nhu. Đậu Hổ Tây Thi vội vàng nhân cơ hội giáo dục nhi tử, ngươi cũng cười cái hảo tức phụ đem, vậy đến cần mẫn điểm, ngươi xem ngươi Thanh Sơn thúc nhiều cần mẫn, trồng ra dưa lại đại lại ngọt, khẳng định là ở bên ngoài có tiền đồ, bằng không từ đâu ra tốt như vậy xe ngựa, sao có thể cưới thượng tốt như vậy tức phụ. Vương Đại Lâm ngây thơ gật gật đầu, đẩy khởi ma tới càng có kính. Nửa xe dưa thực mau liền bán xong rồi, tranh 600 nhiều văn tiền, chút tiền ấy đối với hiện giờ Cố Thanh Sơn tới nói tự nhiên là, nhìn không tơi trong mắt, bất quá loại dưa là chính mình nghề cũ, là cha mẹ truyền xuống tới tay nghề, cũng không phải mỗi một cái nông dân đều có thể chăm sóc hảo dưa miêu, thu thập hảo xe ngựa, vợ chồng son, đi vào Hạ gia tiệm vải tìm Hạ Vũ, cùng lường trước giống nhau, phòng ở đã nói thỏa, trước cửa hàng hậu trạch. Vừa vặn thích hợp Ninh Bân thành thân về sau hai vợ chồng tới trụ, một năm tiền thuê là 5 lượng bạc, Hạ Vũ chính là này trên đường buôn bán, đối tiền thuê nhà giá thị trường rất quen thuộc, từ hắn ra mặt đi nói, giá tự nhiên là công đạo. Ninh Hinh thanh toán tiền, Cố Thanh Sơn cùng chủ nhà thiêm hảo khế ước, việc này liền như vậy định ra tới. Trở lại Ninh gia trang, lập tức đi Ninh Hinh nhà mẹ đẻ, bởi vì buổi sáng chọc nương tức giận sự, tới rồi cửa nhà. Ninh Hinh liền hơi hơi nhăn lại mày, đừng lo lắng, có ta đâu, ngươi hiện tại là ta tức phụ, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện huấn ngươi. Nghĩ đến mẹ vợ phải cho tức phụ sắc mặt xem, Cố Thanh Sơn trong lòng liền lão đại không cao hứng, đó là ta nương, ngươi tưởng cái gì đâu. Ninh Hinh giận hắn liếc mắt một cái, dẫn đầu vào cửa. Ninh Hạo đang ở trong viện chơi một cây côn tử, thấy nàng tiến vào liền cười hì hì đón đi lên. Ninh Hinh đang muốn khen đệ đệ hiểu chuyện, liền thấy hắn lướt qua chính mình chạy tới Cố Thanh Sơn bên người, Thanh Sơn ca, ngươi dạy ta công phu đi, ta đặc biệt tưởng sớm một chút học giỏi công phu, đi theo ngươi trong núi săn thú. Hắc, cư nhiên đối ta làm như không thấy. Ninh Hinh khí cắm eo, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía ăn cây táo, rào cây sung đệ đệ, nghiến răng nói, tiểu Hạo, ngươi không phát hiện tỷ tỷ đã trở lại thấy, ngươi trở về liền trở về bái, có cái gì cùng lắm thì. Ninh Hạo liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hô, ngươi cái tiểu tử thúi, ta hôm nay không tấu ngươi một đốn, ngươi liền không biết ngươi tỷ lợi hại. Ninh Hinh vén tay áo lên liền đuổi theo hắn đánh, Ninh Hạo một bên chạy một bên khanh khách cười, nương, ngươi mau đến xem cái này bà điên, gả cho người cũng không thục nữ một chút, quay đầu lại bị người hưu liền tìm cái xó xỉnh khóc đi thôi. Cố Thanh Sơn ôm chặt Ninh Hinh, ôn nhu cười nói, hảo, vào đi thôi, ta dạy hắn đứng tấn, bên ngoài phơi, đem ngươi phơi đen làm sao. Ninh Hinh tiến nhà chính liền thấy nương sụ mặt đứng ở cửa, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng chừng mắt chính mình, nương a, đây là cho ngài mua điểm tâm. Ninh Hinh ngoan ngoãn kêu một tiếng lại không đổi lấy nương sắc mặt tốt, chỉ làm nàng đi theo đến buồng trong tới, vào nhất phòng trong, Ninh Hinh xuất giá trước nhà ở, Ninh Hinh nương, quan hảo môn, lôi kéo nàng ngồi ở giường đất duyên, tận tình khuyên bảo bắt đầu khuyên, a Hinh nào, nương không thể trơ mắt nhìn bản thân khuê nữ phạm sai lầm, hiện tại là tân hôn không mấy ngày, hắn có thể vô pháp vô thiên sủng ngươi quán ngươi, chính là nhật tử dài quá liền không được, cái nào nam nhân có như vậy tốt kiên nhẫn, ngươi nha, chính mình trường điểm tâm đi, đừng chờ bị người ghét bỏ lại hối hận, giống Thanh Sơn tốt như vậy cô ra không hảo tìm. Cửa gỗ kéo kẹt một vang, tiến vào một người, Ninh Hinh nương tưởng Cố Thanh Sơn vào được, vội vàng đứng dậy đón chào, Ninh Hinh lại ngồi không nhúc nhích, tiến vào người là Ninh Bân, nhìn xem muội tử rối rắm sắc mặt, thấp giọng nói, nương, ta biết ngài là hy vọng Ninh Hinh quá đến hảo, mới dặn dò nàng một ít việc vặt, bất quá, các ngươi đời trước ý tưởng cùng chúng ta chung quy có chút không giống nhau, ta xem Thanh Sơn ở trong sân không ngừng chiều bên này nhìn xung quanh, sắc mặt khẩn trương. Muốn ta nói, ngài cũng đừng trộn lẫn hợp nhân gia vợ chồng son sự, mỗi một nhà có mỗi một nhà quá pháp, chính bọn họ vui không phải được rồi. Thanh Sơn đối Ninh Hinh hảo, là bởi vì thích nàng, ta về sau cưới Tiểu Du Nhi, có lẽ cũng sẽ cùng Thanh Sơn giống nhau đâu, ngài nhưng đừng nhìn không quen à. Ninh Hinh ở nương phía sau lặng lẽ chiều đại ca so cái ngón tay cái, thẻ lưỡi, cười nói. Đại ca, chúng ta hôm nay đem hạ ra tiệm vải bên cạnh cửa hàng bàn xuống dưới, trước cửa hàng hậu trạch, vừa vặn cho ngươi cùng tẩu tử trụ, về sau nương bất hòa các ngươi ở cùng một chỗ, như thế nào quản các ngươi nha, nương, ngài liền nhiều quản Tiểu Hạo là đến nơi, tiểu hài tử không đánh không nên thân, hung hăng tấu hắn. Ninh Hinh nương bất đắc dĩ nhìn xem hai anh em, nhấp miệng nhi cười, thôi, các ngươi đều trưởng thành. Có chính mình chủ ý, lười đến nghe ta này lão bà tử nói chuyện, ta cũng chỉ có thể quản Tiểu Hạo. Cố Thanh Sơn thấy, bọn họ tổng cũng không ra, lo lắng tức phụ ai mắng trong lòng nghẹn khuất, chung quy là nhịn không được xông đi vào, hắn xoa hai tay, cười nịnh nọt, thử hỏi, nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Ninh Hinh cười chào đón, cùng đại ca nói cửa hàng sự đâu, về sau thành thân, hắn cùng Tiểu Du Nhi liền có thể dọn đến trấn trên đi trụ lạc. Cố Thanh Sơn vừa thấy tức phụ vẫn là hoạt bát đáng yêu bộ dáng, tựa hồ không có đã chịu cái gì đả kích, mới yên lòng, tay cũng không xoa, thả nhiên nhìn về phía Ninh Bân, đại ca có thể đi trấn trên nhìn một cái, cân nhắc một chút mặt tiền cửa hàng như thế nào thiết kế, đầu một năm tiền thuê chúng ta đã thanh toán, liền tính là ta cùng Ninh Hinh cho các ngươi tân hôn hạ lễ đi. Ninh Bân liên tục xua tay, không, ta như thế nào có thể bạch muốn như vậy hậu lễ đâu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, cái này trang sức cửa hàng xác thật thích hợp ta kinh doanh, về sau đâu, liền tính chúng ta là hai cái cổ đông, ngươi đâu, dùng tiền thuê cùng nguồn cung cấp nhập cổ, ta đâu, dùng lao động nhập cổ, nói cách khác ngươi ra tiền ta xuất lực, tránh tiền chúng ta ngang nhau, chia đều là người một nhà, đại ca ngươi tính quá rõ ràng, bất quá 5 lượng bạc thôi, còn nhập cái gì cổ. Ta cưới a Hinh tốt như vậy tức phụ, nên vì nhạc phụ ra điểm lực. Cố Thanh Sơn nhìn chính mình kiều mỹ tiểu tức phụ, càng xem càng thích, ánh mắt dính ở trên người nàng liền luyến tiếc rời đi, đều thành thân, vẫn là như vậy vẻ mặt xem không đủ bộ dáng, Ninh Hinh đều cảm thấy ngượng ngùng ngốc tại này, giật nhẹ Cố Thanh Sơn tay áo thấp giọng nói, chúng ta về nhà đi hảo. Cố Thanh Sơn đặc biệt vui vẻ. Tức phụ nhi nói về nhà, hồi thuộc về bọn họ hai người tiểu gia, hắn cảm thấy, nàng hiện tại cùng chính mình đã so nhà mẹ đẻ hôn, nên như vậy, hắn cùng nàng mới là trên đời này thân mật nhất người. Chương 71 thành thân mật sủng hằng ngày 17 mau đến Tết Trung Nguyên, Cố Thanh Sơn vội vàng cấp cha mẹ tu mồ, từ hắn áo gấm về làng, liền có người nói là Cố gia phần mộ tổ tiên phong thủy hảo, tổ tiên phù hộ hắn phát đạt. Đối này, Cố Thanh Sơn cười chi, Nếu thật là phong thủy hảo, như thế nào tổ tiên mấy thế hệ cũng chưa quá tốt nhất nhật tử, hiện giờ chính mình thỏa thuê đặng ý, tự nhiên có vận khí tốt thành phần, bất quá càng nhiều vẫn là dựa kiên trì không ngừng nỗ lực, trước kia trong nhà nghèo, cha mẹ trên đời thời điểm không có thể quá tốt nhất nhật tử, hiện giờ, nhi tử có tiền đồ, tự nhiên hy vọng bọn họ dưới mặt đất tâm an. Cố Thanh Sơn thỉnh phụ cận nổi tiếng nhất thợ đá, chọn mua chính là thượng đẳng vật liệu đá, tu tinh xảo kiên cố thạch mồ, còn lập tấm bia đá, này ở Ninh Gia Trang chính là đầu một phần, các lão nhân đều nói Cố gia nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, liền xem Thanh Sơn này phân hiếu tâm, liền sẽ được đến ông trời phù hộ. Tết Trung Nguyên hiến tế phải dùng tân cốc, báo cho tổ tiên năm nay thu hoạch, từ Ngô Đại Lực ra, mua tới 5 mẫu đất ở gặt lúa mạch lúc sau loại thượng hạt kê, đến bây giờ đã có nặng trĩu cốc tuệ. Cố Thanh Sơn xuống ruộng chết mấy cái cốc tuệ lại đây, lại đến sau núi vườn trái cây chuyển động, Ninh Hinh ngươi xem, thật sự trường quả táo, tục ngữ nói, 15 tháng 7 đỏ thẫm vòng, 15 tháng 8 táo lạc côn, có 2 khỏa cây táo thượng, thật sự dài quá xanh mượt đại táo, chỉ đỏ một cái vòng nhỏ vòng, táo thân vẫn là màu xanh biếc, hắn hái xuống mấy cái tân táo, phát hiện, có một cái đỏ nửa bên. Liền ở tay áo thượng cọ cọ đưa cho tức phụ, nếm thử ăn ngon đi. Ninh Hinh tiếp nhận tới, nhìn một cái này tròn vo, tươi mới nộn, hồng lục giao nhau đại táo, nhìn liền nhận người thích, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật, ăn ngon, Thanh Sơn ca, ngươi cũng ăn đi. Nàng ăn nửa cái, liền đem dư lại nửa cái đưa cho hắn, bởi vì biết hắn sẽ không ghét bỏ chính mình nước miếng, không nghĩ tới Cố Thanh Sơn lại không chịu. Tiếp, liếc nàng liếc mắt một cái nói, ta mới không bằng ngươi ăn một cái táo đâu, chính mình ăn đi. Ninh Hinh sửng sốt, hai mắt vụt sáng lên ủy khuất xem hắn, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống dưới, ngươi nhanh như vậy ghét bỏ ta, thành thân còn không đến 1 tháng đâu, khó trách nương nói làm ta chính mình trường điểm tâm đâu. Nam nhân buồn cười cười, sùng nịch mà sờ sờ má nàng, tưởng cái gì đâu ngươi, nào có 2 người phân một cái táo ăn, kia chẳng phải là sớm phân sao. Ninh Hinh chớp ngập nước mắt to, oán trách chừng hắn liếc mắt một cái, nhân ra chỉ nghe nói qua 2 người không thể ăn một cái lê, kia kêu chia lìa, lại chưa từng nghe nói qua không thể ăn một cái táo, đều tại ngươi chưa nói rõ ràng. Hắn thích nhất chính mình tiểu tức phụ làm nung oán trách bộ dáng, ôm nàng hôn một cái, mang nàng cười hì hì về nhà nấu cơm đi. Vì Tết Trung Nguyên hiến tế, Cố Thanh Sơn đi trong núi đánh tới không ít con mồi làm tế phẩm, Ninh Hinh lại thân thủ làm 2 ngọn hoa sen hình hà đèn. Cố gia nhị lão mất nhiều năm, năm nay cũng coi như quá thượng một cái phong phú ngày hội. Mau đến 7 tháng hạ tuần, Ninh gia sẽ vì Ninh Bân đính hôn sự tình bận rộn, Ninh Hinh về nhà giúp đỡ nương chọn mua sửa sang lại sính lễ, bận việc mấy ngày. Bảo Định phủ chế tác trang sức thợ thủ công sư phó tới, Ninh Bân cái này xem như khai mắt, một đầu chui vào nảy tay nghề bên trong, liền cưới vợ sự đều không nhọc lòng. Ninh Hinh đều nhịn không được cười hắn, may mắn tiểu Du Nhi cách khá xa, không biết ngươi không hắc không bạch cân nhắc này đó, nếu là biết ngươi đính hôn sính lễ đều là ta giúp đỡ nương an bài, nói không chừng nàng sẽ không chịu gả ngươi, trực tiếp gả cho ta. Ninh Bân trên tay dùng tiểu khắc đao khắc một cây châm bạc tử, đùa đoái ánh mắt luyến tiếc rời đi trang sức, xem cũng chưa xem muội muội liếc mắt một cái, liền cười nói, ta học tay nghề không phải cũng là vì về sau làm nàng quá tốt nhất nhật tử sao, ngươi nếu là cái tiểu tử, ta thật đúng là không dám làm ngươi hỗ trợ chuẩn bị sính lễ, ai làm ngươi là cái tiểu tức phụ đâu, còn không phải bị người ta cưới về, cùng ta có cái gì nhưng khoe khoang. Ninh Hinh nương nhìn 2 anh em đấu võ mồm, cười mắng vài câu, lôi kéo Ninh Hinh đi cách vách hạ ra tiệm vải mua vải dệt, đang muốn ra cửa, liền thấy Đồng Đại từ cửa tiến vào, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Ninh Hinh sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ngươi tới làm gì, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, đi ra ngoài hô, tiểu nương môn rất lợi hại nha, may mắn ta nhị đệ không cưới ngươi cái này người đàn bà đánh đá, bằng không nhà của chúng ta sinh ý thịnh vượng hảo phong thủy chuẩn đến làm ngươi phá. Nghe nói nhà các ngươi cũng tưởng khai cái trang sức cửa hàng, này không lay động sáng tỏ là muốn cướp chúng ta Đồng ra sinh ý sao. Tục ngữ nói một núi không chứa 2 hổ, hôm nay ta chính là tới cảnh cáo các ngươi, ngoan ngoãn lăn trở về các ngươi Thâm Sơn cùng cốc đi thôi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đồng lão đại từ nghe được tin tức kia một khắc liền nổi giận, Ninh gia thoạt đầu sức cửa hàng, này rõ ràng là muốn cùng nhà mình đoạt sinh ý. Ninh Bân buông trong tay việc, từ quầy phía sau đi ra, dùng chính mình đơn bạc thân mình đem mẫu thân muội muội hộ ở sau người. Đồng lão đại, này trang sức cửa hàng nhà ngươi khai đến, dựa vào cái gì nhà ta liền khai không được? Đại gia các bằng bản lĩnh ăn cơm, này trên đường nhiều ít ra cửa hàng đều khai đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm du côn ác bá chiếm toàn bộ phố không thành? Đồng lão đại cười hắc hắc, phía sau lóe tiến vào mấy cái văn báo văn ưng văn hắc đại hán, cầm đầu một người trên tay xách theo một cây gậy sắt, tùy tay liền đem quầy thượng phóng một chén nước tạp cái dập nát, cũng lớn tiếng thét to, tới, cấp ra lấy cái vàng dòng cây châm đến xem, nếu này đây, thứ sung hảo, kia đã có thể đừng trách báo ra không khách khí. Ninh Hinh sợ đại ca lại một lần bị thương, gắt gao nắm lấy hắn cánh tay, run giọng nói, các ngươi đừng sằng bậy a, các ngươi đã quên Triệu Hổ kết cục sao? Đàm đại nhân chân trước mới vừa đi, các ngươi sau lưng là được hung khí dễ người, khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt. Đồng lão đại cười ha ha, kia Triệu Hổ xác thật là quá hổ, như thế nào có thể đem người đánh cho tàn phế đâu, đúng hay không? Muốn sửa trị một người, biện pháp nhiều lắm đâu, tỉ như nói đem hắn nữ nhân làm ra, mỗi ngày hầu hạ chính mình thoải mái dễ chịu, lại nhìn người khác cưới không thượng tức phụ đánh quang côn, này trong lòng là nhiều sảng a. Nếu muốn giảo một nhà sinh ý, cũng là giống nhau, có rất nhiều bàng môn tả đạo biện pháp, còn không cho quan phủ bắt được nhược điểm, thức thời, liền chạy nhanh triệt sạp, mới có thể bảo toàn chính mình. Đồng lão đại nói xong lời này liền lui đi ra ngoài, tựa hồ là tưởng chọc giận Ninh Bân, làm hắn đuổi theo ra đi đánh người, sau đó liền có thể có người qua đường chứng kiến là Ninh gia trước đánh người. Ninh Hinh nương hai nắm chặt Ninh Bân, liền sợ hắn nhất thời xúc động tái phạm sai, thật vất vả dưỡng tốt thân thể, cũng không thể bởi vì cái này vô lại hủy hoại chính mình. Ninh Bân trầm khuôn mặt, an ủi vỗ vỗ nương cùng muội muội tay, đi tới cửa, trầm giọng nói, họ Đồng, ta nói cho ngươi, người thông minh là sẽ không thượng ngươi đương. Hầu thị kia nữ nhân vô tình vô nghĩa, lúc trước bỏ ta mà đi, hiện giờ liền tính là lại trở về, ta cũng sẽ không muốn, ngươi vui cầm đương bảo bối liền tùy ngươi, bất quá ngươi đến ngóng trông chính mình đừng ra một chút ngoài ý muốn, nếu không tiếp theo cái bị vứt bỏ người chính là ngươi. Này trang sức cửa hàng nhà của chúng ta khai định rồi, vô luận ngươi khai không khai, cùng ngươi căn bản là không có quan hệ, đừng quá lấy chính mình đương hồi sự. Đồng lão đại không nghĩ tới Ninh Bân như vậy trầm ổn, vén tay áo vừa muốn nói cái gì, liền thấy một đội quan sai bay nhanh chạy tới, đem trên tay xiềng xích rầm run lên liền tròng lên Đồng lão đại trên cổ, khóa liền đi. Ai, các ngươi làm gì vậy nha? Sợ tới mức hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run. Trong phòng kia mấy cái du côn vừa thấy quan sai tới, sợ tới mức trốn đến trong một góc, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngày thường trấn trên không có quan sai, bọn họ mới dám làm sằng làm bậy, lại không biết hôm nay như thế nào lập tức tới nhiều người như vậy. Dẫn đầu người đúng là Ngô Đại Lực, hung hăng đá hắn một chân, quát, làm gì? Chính ngươi làm chuyện tốt chính ngươi rõ ràng, ta không làm gì nha, bất quá là tạp cái chén, cũng muốn tiến đại lao sao? Đồng lão đại ra vẻ chấn định, các ngươi Đồng nhớ trang sức cửa hàng, lấy hàng kém thay hàng tốt, khinh hành lũng đoạn thị trường, dùng tàn thứ phẩm giả mạo kinh thành lâm lang các hóa, hiện giờ đã bị người ta trưởng quầy tố cáo quan, đi nhà ngươi cửa hàng tra qua, chứng cứ vô cùng xác thực, theo chúng ta đi một chuyến đi, ngươi cũng không cần quá sợ, không chết được, nhiều nhất cũng chính là tịch thu gia sản bồi thường nhân gia tổn thất thôi. Ngô Đại Lực run lên xích sắt, nắm hắn liền đi, còn không quên chiều Ninh gia người đệ cái đắc ý ánh mắt. Ninh Hinh cảm thấy đặc biệt hết giận, hướng tới hư nam nhân bóng dáng khoa tay múa chân một chân, bị Ngô Đại Lực nhìn thấy, liền biến thành thật tại một chân đá. Đồng lão đại vừa nghe nhà mình bí mật bị người tố cáo quan, đã sợ tới mức tâm can loạn run, lại lơ đãng ăn một chân, tức khắc đái trong quần, một cất bước dấu chân đều là ướt. Trấn trên chỉ có này một cái chủ phố, sở hữu cửa hàng mua bán đều ở chỗ này, lui tới người đi đường đều từ nơi này trải qua. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều chạy đến trên đường xem náo nhiệt, liền thấy một cái phi đầu tán phát nữ nhân, điên khùng khùng khóc kêu đi vào Đồng lão đại trước mặt, lớn tiếng kêu lên, không hảo, không hảo, quan sai tới niêm phong cửa hàng, đem trong tiệm trang sức đều cầm đi, làm sao bây giờ nào, đây là Hòa Ly lúc sau, Ninh Bân lần đầu tiên thấy Hầu Thị, đã từng bên gối người, hắn đãi nàng không tệ, chính là nữ nhân này lại vô tình bỏ hắn mà đi, mà nay nàng gặp khó, Ninh Bân chỉ lạnh lùng nhìn, không có kia lạn hảo tâm đi giúp nàng. Hạ Vũ cũng ra tới xem náo nhiệt, thấy vậy, quang cảnh, liền cười nói, ngươi không gặp hắn đều dọa nước tiểu sao, còn trông cậy vào hắn có thể cứu ngươi, muốn ta nói nha, ngươi nữ nhân này chính là ngôi sao trổi, ngươi ở Ninh gia thời điểm, Ninh Bân không xong khó, hiện giờ đi Đồng gia lại không xong khó, như vậy nữ nhân, vẫn là tránh xa một chút hảo. Đồng lão đại đã là hoang mang lo sợ, thấy Hầu Thị này phó quỷ bộ dáng lại khóc lại kêu. Lại nghe xong Hạ Vũ nói, lòng tràn đầy không chỗ phát tiết lửa giận, lập tức liền đốt lên, nâng lên chéo nước tiểu chân to, một chân đá vào Hầu Thị trên bụng, ngươi cút cho ta, ngươi cái ngôi sao trổi, Hầu Thị kêu thảm thiết một tiếng, bị đạp một lưu lăn, lăn đến bậc thang biên đập vỡ xương gò má chỗ ra, mới che lại mang huyết mặt ngừng lại, vừa nhấc mắt chính nhìn chắp tay sau lưng Ninh Bân, nàng cắn môi rơi xuống nước mắt. Ở Ninh gia thời điểm, liền tính nàng làm lại không đúng, cũng chưa từng có người nào đánh chửi quá nàng, trong nhà có, ăn ngon đều là tăng cường nàng ăn trước, trước nay cũng không làm nàng hạ quá mà, không ngừng Ninh Bân đau nàng, liền cô em chồng đều mọi chuyện nhường nàng, nhìn đến Ninh Hinh như hoa như ngọc khuôn mặt, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình rời đi ngày đó, nàng lôi kéo chính mình khẩn cầu, nói đem hảo trang sức, hảo xiêm y đều cho nàng. Chỉ cần nàng không rời đi Ninh gia, nhưng còn bây giờ thì sao, vừa qua khỏi mấy ngày phú quý nhật tử, nàng dùng chính mình 17 tuổi, thân mình hầu hạ một cái hơn 30 nam nhân, hắn thỏa mãn, liền sẽ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, chính là có suy sụp thời điểm, nàng liền thành nơi chút giận, Hầu Thị không mặt mũi thấy Ninh gia người, che lại đổ máu gương mặt bò dậy, ô ô khóc lóc trở về đi, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới ngày đó nàng chào phúng Ninh Hinh. Cho rằng chính mình ra khí, ai ngờ lại bị người đánh một cái tát, nàng muốn Đồng lão đại thế chính mình đi báo thù, chính là nam nhân căn bản là không, hướng trong lòng đi, hôm nay mất hết mặt không, mất mặt còn không phải quan trọng nhất, càng quan trọng là trong nhà trang sức đều bị sao đi rồi, nàng chính mắt nhìn bọn bộ khoái hướng chính mình trong tay áo tắc, lại ngăn không được, mấy thứ này tới rồi đại đường thượng cũng liền dư lại một nửa đi, đủ cấp Lâm Lang các bồi thường sao? Nếu không đủ, có phải hay không liền cấp tịch thu gia sản đi hướng, kia chẳng phải là lại quá thượng nghèo nhật tử, Hầu Thị không nghĩ ra, vì cái gì Ninh Hinh liền có thể nhẹ nhàng quá tốt nhất nhật tử, mà chính mình lại lao lực tâm cơ không chiếm được. Chương 72 thành thân mật sủng hằng ngày 18 sớm mà ăn qua cơm chiều, hai vợ chồng son đến cây ăn quả trong vườn tản bộ, Ninh Hinh đem hôm nay trấn trên phát sinh sự cùng chính mình nam nhân nói. Cố Thanh Sơn vừa nghe liền khẩn trương nắm chặt tay nàng, ngươi không bị thương đi, hắn mày kiếm Ninh cái đại ngật đáp, không có việc gì, căn bản là không đánh lên tới, Đồng lão đại đã bị bọn bộ khoái bắt đi, đúng rồi, bên trong còn có chúng ta thôn Ngô Đại Lực đâu, Ninh Hinh nhớ tới hôm nay sự liền hả giận, lại nói tiếp cũng mặt mày hớn hở, Ninh Hinh, như thế nào hôm nay ta gần nhất nhà các ngươi, liền vừa lúc nghe được ngươi nói ta nào. Thế nào, hôm nay ta thế ngươi đà hắn kia một chân, hả giận không, Ngô Đại Lực bỗng nhiên từ mặt bên chui ra tới, cười ha hả đứng ở vợ chồng son trước mặt, Ninh Hinh cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, nhớ tới hắn một chân đá Đồng lão đại đái trong quần, nàng nhịn không được khanh khách mà cười cong eo, hả giận, thật hả giận, mạnh mẽ ca, ngươi thật lợi hại, Cố Thanh Sơn lập tức liền trầm mặt. Tức giận chừng mắt nhìn Ngô Đại Lực liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì hắc hắc, Ngô Đại Lực muốn nói chính sự, có chút khẩn trương, giơ tay gãi gãi đầu, nói, Thanh Sơn ca, ta có việc tưởng cầu ngươi hỗ trợ, Ninh Hinh cảm kích hắn hôm nay, giúp vội, liền nhiệt tình tiếp đón, mạnh mẽ ca, vào nhà nói đi, ta đi cho ngươi phao hồ hảo trà, Cố Thanh Sơn cáu giận mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tức phụ bóng dáng. Không tình nguyện mang theo Ngô Đại Lực đi trở về trong viện, không nghĩ làm hắn tiến nhà mình trong phòng, liền ở trong viện bàn đá trước ngồi xuống, có chuyện gì, ngươi nói đi, Ninh Hinh đến phòng bếp đem vừa rồi phao tốt cúc hoa trà bưng ra tới, đổ tam ly phóng tới trên bàn đá, còn ở từng người cái, ly thêm 2 khối đường phèn. A Hinh, ta cơm chiều không ăn no, ngươi đi hầm điểm chè hạt sen nấm tuyết đi, buổi tối chúng ta đương ăn khuya. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Nga, hảo. Ninh Hinh mông mới vừa ai thượng ghế đá, còn không có ngồi ổn, đã bị hắn an bài việc, chỉ phải đứng dậy vào nhà đi. Ngô Đại Lực không hy vọng Ninh Hinh đi, hôm nay ở nàng trước mặt thảo xảo, còn hy vọng nàng giúp chính mình nói vài câu lời hay đâu. Chính là Cố Thanh Sơn sắc mặt không được tốt, lại đem tức phụ chi đi. Ngô Đại Lực bỗng nhiên chi gian minh bạch điểm cái gì, đều nói Cố Thanh Sơn thích Ninh Hinh thật nhiều năm mới cưới tới tay, kia còn không được hộ cùng bảo bối cục cưng dường như, hôm nay như vậy hắc mặt bộ dáng, chẳng lẽ là ghen tị đi. Ngô Đại Lực banh mặt không dám cười, trong lòng cũng đã cười nở hoa, đều nói Cố Thanh Sơn hiện giờ có đại bản lĩnh, như thế nào còn cùng cái tiểu nam hoa dường như lòng dạ hẹp hòi. Hắn uống ngụm trà, vừa định khen hảo, uống, lại sợ Thanh Sơn ca đa tâm, không dám nói, cũng tạm thời chưa nói chính sự, đổi thành khác đề tài. Thanh Sơn ca, ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta ở trong quân thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói thích chúng ta thôn một cái cô nương, người kia chính là Tiểu Hà nha, hiện giờ ta muốn đi Doãn ra cầu hôn, nghe nói ngươi trở về về sau không thiếu quan tâm nhà bọn họ đâu. Kỳ thật hai ta là một đường người, đều như vậy ngây thơ còn trường tình, thích chính mình trong thôn cô nương, mặc kệ sau lại nhìn thấy bao nhiêu người, tâm ý đều sẽ không thay đổi. Cố Thanh Sơn vừa nghe lời này, sắc mặt hòa hoãn không ít, thẳng thắn sống lưng tùng tùng, nâng chung trà lên uống một ngụm, tới tìm ta liền vì nói chuyện này hắc hắc, không phải, này chỉ là một chuyện nhỏ, còn có một chuyện lớn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ đâu. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái trường điều hình cái hộp nhỏ, mở ra nhìn lên lại là một khối tinh oánh dịch thấu ngọc bội. Thanh Sơn ca, Đàm đại nhân đã đi khác huyện tuần tra, lưu lại Mã đại nhân liệu lý kế tiếp sự tình, thẳng đến tân huyện Thái Gia giao tiếp xong, hiện giờ, huyện Thái Gia đã đến nhận chức, đối Mã đại nhân nói gì nghe nấy a. Ta biết ngươi cùng Mã đại nhân, Phí đại nhân cảm tình đều phi thường hảo, liền tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ nói một câu, an bài ta đương cái bộ đầu, như vậy ta đi Doãn ra cầu hôn cũng có mặt mũi có phải hay không. Cố Thanh Sơn lúc này mới minh bạch hắn chân chính ý đồ, nhướng mày nói, ta chỉ là cái loại dưa lang, không hiểu các ngươi trên quan trường sự. Mã đại nhân tuy rằng cùng ta quan hệ cá nhân không tồi, nhưng là đề cập đến công sự, ta cũng không dám khoa tay múa chân. Hắn là cái ngay thẳng người, không giống Phí Cường ai nói giỡn, ngươi nếu thật sự có thể đảm nhiệm bộ đầu chức, hắn tự nhiên sẽ hướng huyện Thái Gia đề cử ngươi, ngươi nếu không thể đảm nhiệm, liền tính ta nói lời nói, hắn cũng sẽ không an bài ngươi. Ngô Đại Lực vừa nghe liền mau chảo, đứng dậy liên tục chắp tay thi lễ. Thanh Sơn ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi liền giúp ta đi, đương bộ đầu so đương bộ khoái nhiều tránh không ít đâu, ta ở huyện thành thuê phòng ở, sinh hoạt cũng không dễ, về sau còn muốn nuôi sống Tiểu Hà. Thanh Sơn ca, ngươi liền giúp ta đi. Ninh Hinh ngao hảo chè hạt sen nấm tuyết, ở lòng bếp thêm 2 căn tế củi gỗ làm trong nồi tiểu hỏa ùng ục, lại về tới trong viện, nghe được bọn họ nói chuyện. Ninh Hinh nói, Thanh Sơn ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là giúp Mạnh mẽ ca, rốt cuộc hắn cũng là chúng ta trong thôn người, về sau nếu là có chuyện gì, cũng có thể giúp phụ lão hương thân nhóm một phen có phải hay không. Hôm nay nếu không phải hắn đúng lúc bắt đi Đồng lão đại, có lẽ ta đại ca liền phải có hại, nói không chừng ta cũng sẽ bị đánh đâu, ngươi liền giúp hắn đi. Cố Thanh Sơn nâng chung trà lên uống một hớp lớn, địa phương một chút đem cái ly dùng sức đặt ở trên mặt bàn, hiển nhiên là không cao hứng. Là, hôm nay ta không ở, không bảo vệ tốt ngươi, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi liền một lòng giúp đỡ hắn có phải hay không. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có cùng chính mình phát quá mức, hôm nay không thể hiểu được đã phát một đốn tính tình, còn làm trò người ngoài mặt. Ninh Hinh ủy khuất lộc cộc nhấp môi, xoay người liền che miệng chạy vào nhà đi. A Hinh Cố Thanh Sơn nói xong liền hối hận, kỳ thật hắn biết chính mình không nên như vậy, cũng biết Ninh Hinh cùng Ngô Đại Lực chi gian căn bản là chuyện gì đều không có. Ngô Đại Lực hôm nay cố ý như vậy dốc sức thu thập Đồng lão đại, nói không chừng chính là vì buổi tối tới trong nhà tranh công, cầu hắn làm việc, chính là hắn nhất thời xúc động ai. Ngô Đại Lực vừa thấy chọc họa, rũ đầu ủ rũ nói, Thanh Sơn ca, ta không có ý gì khác, cũng không anh hùng cứu mỹ nhân, ta chính là tưởng sớm một chút cưới đến Tiểu Hà. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, hôm nào ta lại đến. Hắn xoay người liền đi. Cố Thanh Sơn cầm lấy trên bàn hộp một phen nhét vào hắn trong tay, ngươi đem đồ vật lấy thượng, ngày mai ta sẽ đi huyện thành một chuyến cùng Mã Huy nói, không phải bởi vì ham ngươi đồ vật, là bởi vì ngươi cũng là bình thường dân chúng xuất thân, hy vọng ngươi về sau trong tay có quyền, có thể nhiều vì dân chúng chủ trì công đạo. Ngô Đại Lực không nghĩ tới hắn sẽ ưng thừa xuống dưới, tức khắc, vui mừng khôn xiết, càng không chịu thu hồi lễ vật. Mấy phen nhún nhường, vẫn là bị Cố Thanh Sơn buộc mới đem ngọc bội cầm trở về, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Cố Thanh Sơn liền cắm môn, bước ra đi nhanh vô cùng lo lắng vào nhà hống tức phụ đi, A Hinh sinh khí, hắn nhẹ nhàng vặn quá Ninh Hinh ghé vào trên giường đất thân mình, run giọng hỏi, Ninh Hinh dùng sức ném ra hắn tay, ghé vào trên giường đất không chịu xem hắn, bị vắng vẻ nam nhân cũng có chút ủy khuất, đôi tay ôm lấy nàng eo, đem mặt chôn ở nàng hõm vai thượng, A Hinh, ta hôm nay không ở trấn trên bảo hộ ngươi, trong lòng vốn dĩ liền nghĩ mà sợ, ngươi lại đối hắn giống đối anh hùng dường như, ta tự nhiên liền chịu không nổi, Ninh Hinh không để ý tới hắn, ghé vào kia vẫn không nhúc nhích, A Hinh, đừng nóng giận được không, ta nhận lỗi hành sao, hắn thò lại gần thân má nàng, thân nàng vành tai. Ninh Hinh vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, chính là hắn thân hô hấp liền thô nặng, hàm chứa nàng vành tai không ngừng chiều lỗ tai trong mắt thở ra nhiệt khí, ngứa nàng thật sự chịu không nổi, quay đầu tới cự tuyệt hắn, ngươi đừng không chờ nàng nói xong, rốt cuộc nhìn đến chuyển cơ nam nhân một ngụm ngậm lấy nàng non mềm đôi môi, gắt gao má liếm mút lên, Ninh Hinh đơn giản lật người lại, vươn tay nhỏ chống đẩy hắn dày rộng ngực, nam nhân trong lòng cười thầm. Liền nàng về điểm này tiểu sức lực, dãy giụa cũng bất quá là gia tăng điểm tình thú mà thôi, hắn lược dùng một chút lực, dùng đầu lưỡi nhi đỉnh khai nàng ngọt hương cái miệng nhỏ, một cây thô to đầu lưỡi đến miệng thơm trung loạn đỉnh loạn rào, quát xoa khoang miệng mềm thịt, khiêu khích trốn tránh cái lưỡi tiêm, một đôi bàn tay to không hề thành thật ôm ở bên hông, ngựa quen đường cũ xả đai lưng, liền một đường đốt lửa, nơi nơi chơi xấu. A Hinh trong bất chi bất giác hắn đã thanh âm dồn dập, tên đã trên dây, không thể không đã phát. Ninh Hinh bị hắn trêu chọc toàn thân lửa nóng, vốn là tưởng lạnh hắn, không để ý tới hắn, chính là tân hôn tuần trăng mật, mới nếm thử tình yêu tư vị thân mình không lừa được người, bị hắn một gặm một xoa, liền tự động tước vũ khí đầu hàng, hắn xem xét mấy chỗ, phát hiện tức phụ thân thể không chút nào nói dối biểu đạt tình nghĩa. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, đem quần áo bay nhanh quăng, một bên thật sâu lưỡi hôn không cho nàng lùi bước cơ hội, một bên cường thế công đi vào. Ninh Hinh ưm một tiếng, hoàn toàn bị đánh cho tơi bời, chỉ có thể đi theo hắn tiết tấu đi, ở hắn dưới thân làm một cái nũng nịu tiểu nữ nhân, bị hắn chăm sóc kiều xuyến liên tục. A Hinh, mọi người đều nói ân ái phu thê là không có cách đêm thù, ngươi nói có phải hay không, tựa như chúng ta như vậy. Ai cũng không rời đi ai, còn có cái gì nhưng tức giận đâu, hắn dùng một chút lực, nàng liền tràn ra một tiếng kiểu oanh giống nhau để kêu, lại còn không phục kiều xuyễn phản bác, ai không rời đi à hắn cố ý trêu ghẹo, xử cái đa dạng, nàng nửa câu sau liền bao phủ ở mất khống chế sóng chiều chúng, trầm trồ khen ngợi ca ca, mau kêu liền sớm một chút trong ngươi, hắn nhanh hơn công kích tần suất, nhìn chằm chằm dưới thân rượu nhân nhi. Dụ hống nàng nói chính mình muốn nghe nói, Ninh Hinh nhắm miệng không chịu ra tiếng, nhiễm tình sắc mắt to mê ly nhìn hắn, chính là không chịu nói, trong thân thể truyền đến một cổ dị dạng cảm giác, nàng biết là, sắp hoàn toàn đầu hàng, liền gắt gao cắn môi, càng không chịu làm chính mình phát ra kia mắc cỡ thanh âm, buổi sáng tỉnh lại, Cố Thanh Sơn xem một cái bên ngoài âm trầm sắc trời, ôm chặt trong lòng ngực tức phụ, nhớ tới tối hôm qua đánh nhau kịch liệt. Không cấm đắc ý rào rạt, tiểu nữ nhân lại như thế nào phát cáu, không cũng bị chính mình thu thập dễ bảo sao, trong lòng ngực nhân nhi còn ở ngủ say, trong trắng lộ hồng gương mặt ấm rào rạt, thơm ngào ngạt, làm hắn cầm lòng, không đậu cúi đầu hôn một cái, này một cúi đầu liền thấy được, trên cổ tối hôm qua bị chính mình gieo một tảng lớn dâu tây, trong lòng vừa muốn cười lại có điểm chột dạ, ngày hôm qua không thể hiểu được ăn dấm. Hung hăng thu thập nàng một hồi, đến cuối cùng tự nhiên là gắn bó keo sơn, chính là nhất thời kích động đã quên cho nàng lưu lại cổ, hôm nay nàng rời giường về sau nhìn đến, khẳng định lại muốn náo loạn, Cố Thanh Sơn liếm môi, tính toán lặng lẽ lên làm tốt cơm, sáng hống tức phụ cao hứng, một hiên ổ chăn, lại đột nhiên bị dọa ngốc, liền trái tim đều không nhảy. Chương 73 thành thân mật sủng hằng ngày 19 Cố Thanh Sơn, trăm triệu không nghĩ tới chính mình trước mắt sẽ xuất hiện một mảnh trói mắt hồng, liền ở Ninh Hinh mông phía dưới, cùng với dày đặc mùi máu tươi, đâm thẳng nhập hắn trái tim. Hắn trong đầu đầu tiên xuất hiện chính là mẫu thân qua đời thời điểm, trong miệng liên tục khụ ra máu tươi, nữ nhân thân mình đều là mệt khí, huyết, nếu là ra huyết, tự nhiên liền không sống được bao lâu, hắn lập tức liền luống cuống, quỳ gối trên giường đất, dùng run rẩy bàn tay to đi sờ, huyết thật là huyết, hắn hối hận một đầu đánh vào trên giường đất, tối hôm qua làm gì như vậy lòng tham, nàng đều xin tha, hắn còn không chịu buông tha nàng, tối hôm qua thấy nàng đem miệng bế gắt gao, không chịu trầm trồ khen ngợi ca ca, hắn cố ý chơi xấu, đột nhiên ngừng lại, còn lui binh uy hiếp, như có như không cùng nàng tiếp xúc, không nàng chờ nàng xin tha. Ninh Hinh cứ như vậy treo ở giữa không trung, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, rốt cuộc chủ động nói với hắn một câu, ngươi thật là xấu, hắn hắc hắc cười, thân hắn thích nhất địa phương, đột nhiên lại xuất kỳ bất y cuồng oanh lạm tạc, chọc đến Ninh Hinh sụi lơ ở trên giường đất, rốt cuộc không sức lực cùng hắn phản kháng, hợp với ăn nàng vài lần, càng ăn càng ngọt, càng ăn càng luyến tiếc giải miệng, giống cái tham ăn. Hai tử giống nhau, phùng âu yếm kẹo nhấm nháp, căn bản là không bỏ xuống được. Đến cuối cùng, nàng đã liền mở miệng xin tha sức lực đều không có, tùy ý hắn các loại tư thế bài bố, hắn hết hưng, nàng lại a hình ngươi tỉnh tỉnh hắn thật cẩn thận gọi nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhắm hai mắt, Ninh Hinh bị ồn ào đến không thoải mái, tối hôm qua quá mệt mỏi, nàng còn chưa ngủ đủ đâu, vươn phấn hồng đầu lưỡi nhi liếm liếm khô khốc môi, nàng cau mày mấp máy một chút thân mình, không vui hừ một tiếng, Cố Thanh Sơn trong lòng thoáng kiên định một chút, duỗi tay diêu nàng cánh tay, A Hinh tỉnh tỉnh, lên nói một câu ngủ tiếp. Ninh Hinh mơ mơ màng màng mà đi bắt hắn tay, nhân ra buồn ngủ sao đừng xảo, Cố Thanh Sơn cũng luyến tiếc cứ như vậy đánh thức nàng, chính là lại không dám làm nàng tiếp theo ngủ, quỳ gối nàng trước người rối rắm trong chốc lát, vẫn là hung hăng tâm hôn tỉnh nàng, đừng muốn, được chưa, ta eo đau thực, mau, chặt đứt. Ninh Hinh mở ngây thơ mắt to, cầu xin nhìn hắn, Cố Thanh Sơn hổ thẹn gục đầu xuống, thấp giọng nói, A Hinh, ngươi giống như chảy thật nhiều huyết, ta lấy không chuẩn là chuyện như thế nào, ngươi lên nhìn một cái đi. Ninh Hinh vừa nghe liền hoàn toàn tỉnh, dùng nón mịn tiểu cánh tay chống thân mình bò dậy, liền nhìn đến dưới thân một bãi huyết, trời à, cư nhiên làm dơ đệm giường, ai nha. Ninh Hinh ảo não chu lên cái miệng nhỏ, cuối tháng, xác thật nên tới cuộc sống gia đình, chính là gần nhất như vậy thường xuyên mà ta cho rằng sẽ không tới đâu. Cố Thanh Sơn huyền một lòng lập tức thả xuống dưới, lại vẫn là khẩn trương hỏi, ngươi ngày thường tới tiểu nhật tử thời điểm, cũng sẽ lưu nhiều như vậy sao, có thể hay không quá nhiều điểm. Ninh Hinh ngượng ngùng cùng hắn đàm luận cái này đề tài, hồng khuôn mặt nhỏ gục đầu xuống, trước kia ngày đầu tiên sẽ thiếu điểm, giống nhau ngày hôm sau nhiều một ít, bất quá lần này gần nhất liền nhiều như vậy, có lẽ là bởi vì. Cố Thanh Sơn cắn môi, rũ xuống mi mắt không dám nhìn nàng, chỉ ngồi quỳ ở trên giường đất gắt gao nắm tay nàng. Ninh Hinh thậm chí cảm giác được hắn tay đang run rẩy, vốn định hù dọa hắn một câu, chính là thấy hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt áy náy bộ dáng, lại không đành lòng, liền nhẹ giọng nói, không có việc gì, Thanh Sơn ca, ngươi đừng sợ, sẽ liên tục vài thiên đâu, điểm này không tính nhiều. Ngươi đi trước làm điểm cơm sáng đi, ta đem giường đất đệm thu thập một chút, thật không có việc gì. Hắn lúc này mới dám dương mắt nhìn nàng, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ninh Hinh cười cười, an ủi hắn, hảo, ta đây đi nấu cơm, yêu cầu ta làm cái gì ngươi liền nói lời nói, hai ta là hai vợ chồng, không có gì lời nói là không thể nói. Cố Thanh Sơn mặc xong quần áo hạ giường đất, đơn giản rửa mặt một chút, liền bận rộn cho nàng ngao gạo kê cháo, trưng trứng gà, nghe nói canh gà nhất bổ thân mình. Hắn đi ổ gà đem trước 2 ngày mới vừa đánh tới dã gà rừng bắt một con, chạy đến bờ sông thu thập sạch sẽ, lấy về ra cho nàng hầm canh uống. Hắn gặp qua tức phụ hầm canh gà, biết nên để chỗ nào vài thứ, chỉ là sợ chính mình phóng nhiều không hảo uống, liền một chút phóng thượng nửa muỗng muối nếm thử, hầm trong chốc lát lại nếm thử, không được liền ở phóng điểm. Ninh Hinh đem đệm giường cuốn lên tới phóng tới một bên, hôm nay thật sự eo đau khó chịu, trước phóng buổi sáng, chờ buổi chiều lại tháo giặt đi, ở nhà mẹ đẻ dùng nguyệt sự mang nàng không mang lại đây, liền từ trong dương nhảy ra mấy khối vải vụn đầu làm mấy cái, trước lót thượng một cái dùng, dư lại đặt ở giường đất đuôi, đè ở đệm giường phía dưới, A Hinh, nếm thử ta hầm canh gà thế nào. Cố Thanh Sơn không nghĩ làm tức phụ hạ giường đất, đem cái bàn dọn vào phòng ngủ, bưng một đại bồn sứ canh gà tiến vào, ta nói như thế nào như vậy hương đâu, nguyên lai, ngươi hầm canh gà, khi nào học được, ta như thế nào không biết. Ninh Hinh đã tỉnh ngủ gật, nghiêng đầu nhìn hắn cười, hắc hắc, liền sợ làm không hảo uống, ngươi không thích, tới nếm thử đi. Hắn ân cần thịnh một chén, múc một muỗng thổi thổi, đưa đến Ninh Hinh bên miệng uy nàng, nhìn ngươi, ta lại không phải tàn phế, còn dùng ngươi uy. Ninh Hinh duỗi tay đi tiếp cái muỗng cùng chén, hắn lại không chịu buông tay, tránh thoát nàng tiểu ma chảo, cố chấp tiếp theo uy nàng, ta thích uy ngươi uống, làm gì một hai phải cùng ta đoạt sai sự. Ninh Hinh bất đắc dĩ, chỉ phải y hắn, liền hắn tay uống một ngụm canh gà, chép chép miệng, cho đã mắt vô tội nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn khẩn trương mà nhấp môi, chớp chớp mắt, nghiên cứu nàng biểu tình, vẻ mặt dụ hống hỏi, hảo uống sao. Ninh Hinh rũ xuống mi mắt, chú lên miệng nhỏ, ủy khuất lộc cộc nhìn về phía hắn, quả nhiên, nàng thành công nhìn đến Cố Thanh Sơn giống tiết khí bóng cao su giống nhau, héo, ta lại uống một ngụ, vừa rồi không nếm ra tới. Ninh Hinh nghịch ngợm nói. Cố Thanh Sơn nghe lời lại múc một muỗng đút cho nàng, lại thấy nàng bĩu môi thấu lại đây, dùng đầu lưỡi đỉnh khai hắn môi lưỡi, đem nửa khẩu thanh hương canh gà uy tiền hắn trong miệng, kỳ thật, khá tốt uống, không tin ngươi nếm thử. Ninh Hinh có điểm thẹn thùng, rồi lại tràn đầy đắc ý, ân, hảo uống. Thân tức phụ miệng đối miệng uy đến, có thể không hảo uống sao, vợ chồng son cơm nước xong, đã sớm đem ngày hôm qua kia một chút không mau vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cố Thanh Sơn đáp ứng rồi Ngô Đại Lực hôm nay đi tìm Mã Huy, tự nhiên muốn cưỡi ngựa ra cửa, dặn dò hảo Ninh Hinh hảo hảo nghỉ ngơi, đem đồ ăn ôn ở trong nồi, hắn mới lưu luyến đi rồi. Ninh Hinh đem đệm giường hủy đi, đem làm dơ đệm mặt phao vào chậu nước, uy gà lại thu thập sân, liền cảm thấy eo đau thật sự khó chịu, thay cho một cái nguyệt sự mang, ném vào chậu nước, nàng lại tưởng nằm ngủ. Viện trên cửa có hai cái đại khuyên sắt, Ninh Hinh tay nhỏ có thể vươn đi, từ bên ngoài giữ cửa khóa lại, như vậy người ngoài vào không được, chính là Cố Thanh Sơn trở về thời điểm liền có thể dùng chìa khóa mở cửa. Ninh Hinh đánh giá hắn như thế nào cũng có thể chạng vạng đã trở lại, tới rồi huyện thành nhìn thấy người quen còn không được uống đốn rượu trò chuyện sao, vậy không vội, trong bồn dơ bẩn đồ vật trước phao đi, tỉnh ngủ vừa cảm giác, buổi chiều lại tẩy cung tới cập. Nàng ngã đầu ngủ, ngủ đến thập phần kiên định, liền giữa trưa Cố Thanh Sơn về nhà cũng không biết. Cố Thanh Sơn cưỡi ô truy mã một đường chạy như điên, cưỡi ngựa so vội vàng xe ngựa muốn mau nhiều, nửa canh giờ liền đến huyện thành, tìm được Mã Huy thuyết minh ý đồ đến, hắn gật đầu đáp ứng hảo hảo suy xét. Cố Thanh Sơn cảm thấy chính mình, không thể cưỡng bách nhân ra cần thiết an bài Ngô Đại Lực, chịu suy xét đã là cho mặt mũi, liền cáo từ ra tới phải về nhà. Mã Huy lưu hắn ăn cơm chưa hắn không chịu, nói tức phụ thân mình không thoải mái, hắn phải về nhà đi chiếu cố hắn. Mới đầu, Mã Huy cho rằng chính mình không đáp ứng hắn sinh khí, giận dỗi không ăn cơm liền đi, chính là thấy hắn vẻ mặt lo lắng tức phụ bộ dáng, lập tức liền minh bạch, hắn là thật sự không yên lòng trong nhà kiều tức phụ. Ngẫm lại cũng là, ở trong quân liền cả ngày lẫn đêm nhớ thương 3 năm. Hiện tại cưới về nhà, có thể không giống bảo bối dường như phùng sao. Cố Thanh Sơn nhìn đến cửa nhà cái khóa thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, trong lòng có điểm sinh khí, nàng thân mình không thoải mái, nên ở nhà nghỉ ngơi, như thế nào còn đi ra ngoài chạy, đây là chạy đến đi đâu vậy đâu, hay là lại đi giúp nhạc mẫu chuẩn bị sính lễ, trước kia nàng đi hỗ trợ hắn không ngăn cản, chính là hiện tại không được, nàng thân mình không thoải mái. Cần thiết ở nhà nghỉ ngơi, cái gì việc không thể làm, hắn luyến tiếc, vào cửa buộc hảo mã, hắn tưởng rửa cái mặt, liền đi nhạc mẫu ra kêu tức phụ trở về, mới thượng bậc thang, cách song xa liền nhìn thấy trên giường đất nằm cái kia thân ảnh nho nhỏ, khóe môi một loan, lập tức liền cười, vào cửa nhìn xem nàng ngọt ấm ngủ nhan. Cố Thanh Sơn thật muốn hôn một cái, chính là nàng ngủ đến thoải mái, hắn sợ đánh thức nàng, liền tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ môn. Đến trong phòng bếp thấy được kia một chậu phao dưa bố, hắn biết nữ nhân tiểu nhật từ thời điểm không thể đụng vào nước lạnh, trước kia cha liền cấp nương tẩy quá mang huyết váy, còn vẻ mặt cười gian nói cho hắn, về sau đến chiếu cố hảo tức phụ thân mình, cuối cùng hưởng phúc vẫn là chính mình, vô luận hưởng không hưởng phúc, hắn đều sẽ không làm Ninh Hinh bị liên lụy chống nhức mỏi eo đi tẩy mấy thứ này, sợ đánh thức nàng, hắn đem bồn gỗ đoan đến trong viện đi xoa tẩy, đồ không ít bồ kết phấn mới đem bạch đệm trên mặt hồng dấu vết tẩy sạch, đem tẩy tốt khăn trải giường phóng tới một cái khác trong bồn, vừa muốn đem nước bẩn tràn, liền phát hiện trong bồn còn bay một cái tiểu sự vật, thon dài một cái, mặt trên còn có mấy cây dây lưng, phía dưới cũng dính màu đỏ, yêu cầu rửa sạch. Hắn cầm tả nhìn hữu nhìn, bỗng nhiên có điểm minh bạch, có lẽ đây là các nữ nhân dùng để đối phó tiểu nhật tử đồ vật đi, hẳn là cũng muốn tẩy, bằng không nàng cũng sẽ không phao đến trong bồn, chính mình tức phụ dùng đồ vật, Cố Thanh Sơn không cảm thấy dơ, tô lên chút bổ kết phấn dùng sức xoa, tẩy lên. Thanh Sơn nào, ngươi đây là bận việc gì đâu? Ninh Hinh đâu? Ninh Hinh nương cất bước tiến viện, từ lần trước đem Ninh Hinh đổ trong ổ chăn, nàng nương mấy ngày này cũng chưa dám đến, hôm nay tìm nàng có việc, cũng là kéo dài tới gần buổi trưa thời điểm mới lại đây. Tiến cô ra ngồi xổm trên mặt đất ở đại bồn gỗ tẩy cái gì, Ninh Hinh nương tò mò xem xét liếc mắt một cái, liền cả kinh vội vàng quay đầu đi. Nga, nhạc mẫu, Ninh Hinh hôm nay thân mình không thoải mái, nếu là yêu cầu làm việc nói, ta đi theo ngươi. Cố Thanh Sơn đem trên tay đồ vật ấn vào trong nước, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đứng dậy. Ninh Hinh nương tự nhiên là đã hiểu, quả thực không biết nói cái gì hảo, co quắp xoa bóp vạt áo, cười nói, không có gì việc, ta chính là hỏi một chút nàng còn có nhớ, hay không trước kia dư lại mấy chục tơ hồng đặt ở nào nhạc mẫu, nếu không như vậy ngài xem được không? Ninh Hinh nàng không thoải mái, mới vừa nằm xuống, trong chốc lát nàng tỉnh ngủ, ta hỏi một chút nàng, sau đó đi trong nhà cho ngài đáp lời. Tức phụ đang ngủ ngon lành, Cố Thanh Sơn mới không được có người đánh thức nàng đâu. Chương 74 thành thân mật sủng hàng ngày 20. Ninh Hinh nương về đến nhà, trong lòng còn ở thình thịch mà nhảy, không nghĩ tới cô ra liền loại này sống đều làm, như vậy dơ bẩn đồ vật, hắn thế nhưng không chê dơ. Nhìn hắn như vậy cao lớn thân mình ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt ôn nhu mà cấp khuê nữ tẩy nguyệt sự mang, Ninh Hinh nương này tâm tình thật là khó có thể hình dung. Tốt như vậy cô ra, là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Chuẩn bị tốt sính lễ, Cố Thanh Sơn vội vàng xe ngựa, lôi kéo Ninh ra người một nhà đi Mạo Châu thành hướng Tần ra cầu hôn. Ninh Bân chân đã hảo, Tần Thủ Du cha mẹ nhìn đến tiểu tử văn nhã trắng nõn, giản dị đáng tin cậy, lại dâng lên thân thủ chế tác trang sức, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy chính là cực dụng tâm, bọn họ đối Ninh Bân ấn tượng không tồi, cũng liền không để bụng hắn đã từng thành quá hôn, khách và chủ tẫn hoan, hôn kỳ định ở 9 tháng 16, vừa vặn vội xong thu hoạch vụ thu không nóng không lạnh thời điểm. Trở lại Ninh Gia Trang, Cố Thanh Sơn hợp với đi mấy tranh trong núi săn thú, trong nhà ăn ngon món ăn thôn quê nhi lập tức đôi tiểu sơn như vậy cao, thật sự ăn không vô, hắn liền đem Ninh Hinh không yêu ăn chủng loại bắt được trấn trên đi bán hơn 22 bạc vụn, trắng bóng một đống, hắn chạy vài cái cửa hàng mua điểm tâm mứt hoa quả, thiêu gà vịt nướng, vội vàng xe ngựa từ trấn trên trở về thời điểm, gặp dẫn theo bay rãnh Ninh Trường Thủy vội vàng hướng trong thôn đuổi. Thanh Sơn, đáp cái xe bái hảo hoa, đi lên đi. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái, Ninh Trường Thủy liền đi nhanh chạy tới, ngồi ở càng xe thượng. Thơm quá a, đây là thiêu gà mùi hương nhi, còn có hạ nhớ điểm tâm, còn có không ít ăn ngon. Ninh Trường Thủy nuốt xuống một ngụm nước miếng, vô cùng hâm mộ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thùng xe. Cố Thanh Sơn cười cười, từ một đống mỹ thực bên trong lấy ra tới một con thiêu gà cùng một bao điểm tâm, nói, hôm nay là Ninh Hinh sinh nhật, ta tưởng tiết thượng nhà phụ một nhà cho nàng khánh sinh đâu, ta mua ăn nhiều, này đó ngươi lấy về đi cấp hải tử ăn đi. Lần trước hắn rời đi Ninh Gia Trang đi kinh thành tham gia Đàm Sĩ Lễ hôn lễ, qua lại một tháng, đều dựa vào Ninh Trường Thủy giúp đỡ xem dưa tưới thụ, không thiếu xuất lực. Trở về về sau, hắn phó cấp Trường Thủy tiền, nhân gia cũng không chịu muốn, Cố Thanh Sơn vẫn luôn nhớ kỹ cái này tình cảm đâu. Ta đây liền không khách khí, thế hài tử cảm ơn nàng thúc, Ninh Hinh theo ngươi thật là hưởng phúc, ta tức phụ là tháng 11 sinh nhật, mỗi năm đều không có chúc mừng quá, thời tiết lạnh cũng không gì ăn ngon, ly ăn Tết còn xa lại không thể giết heo, nhà của chúng ta mỗi năm đều là ăn thượng một đốn tay cán bột, có thể làm thịt vụn lỗ liền tính không tồi. Ninh Trường Thủy ngượng ngùng nói, Trường Thủy, ngươi cũng đừng nản chí, lại nghèo còn có nhà của chúng ta trước kia nghèo, cả đời trường đâu, nói không chừng khi nào gặp phải cái cơ hội tốt liền phát đạt. Cố Thanh Sơn chân thành liếc hắn một cái, ta cũng là có thể đương cái thợ ngõa, dựa dốc sức tránh điểm tiền tiêu vặt nuôi sống lão bà hải tử. Nghe nói Ngô Đại Lực hiện giờ khó lường, lên làm bộ đầu, nhà bọn họ người hai ngày này đi đường, đều hận không thể đi ngang. Ngươi cùng Khâm Sai đại nhân quan hệ như vậy hảo, có phải hay không ngươi giúp vội, hắn mới lên làm bộ khoái. Ninh Trường Thủy nhìn sắc mặt của hắn, hỏi dò, việc này Cố Thanh Sơn bổn không muốn đề, bất quá hắn nếu chủ động hỏi, chính mình cũng không cần thiết đương rùa đen rút đầu, liền thản nhiên đáp, ta là giúp đỡ nói câu lời nói, bất quá, hắn có thể lên làm bộ đầu, hẳn là vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Ngươi nhìn một cái ngươi. Thật đúng là khiêm tốn, có bản lĩnh có quan hệ, còn sợ nói ra sao, trước mắt này thế đạo, mọi người phàm là có một chút có thể nói địa phương, liền hận không thể làm mọi người biết, sợ bị người xem thường, người khen ngược, sợ làm người biết, chỉ nghĩ trốn đi sinh hoạt. Ninh Trường Thủy cười nói, không phải trốn đi, mà là hiểu rõ thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ liền thích Ninh Hinh, hiện tại liền tưởng cùng nàng quá chính mình thanh tịnh nhật tử, nhà mình quá đến vui vẻ là đến nơi, nhật tử lại không phải quá cho người khác xem. Nhắc tới Ninh Hinh, Cố Thanh Sơn trên mặt ý cười rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Ca hai trò chuyện thiên, thực mau liền vào thôn. Ninh Trường Thủy cáo tử về nhà, Cố Thanh Sơn vội vàng xe ngựa lập tức đi nhạc phụ trong nhà. Hồng nhật tây rũ, Ninh Hinh đang ở trong phòng bếp bận rộn, nàng biết mấy ngày nay Thanh Sơn ca rất bận rất mệt, đi trong núi đánh không ít con mồi, có lột ra bán thịt, có toàn bộ bán, chỉ là có giống nhau, đều không được nàng hỗ trợ. Hôm nay là nàng sinh nhật, một bên nấu cơm một bên nhớ tới 3 năm trước đây thời điểm, hắn cố ý mua điểm tâm khẩn cầu nàng ăn một ngụm. Cảnh đời đổi rời, hiện giờ, hắn là trượng phu của nàng, còn đặc biệt yêu thương nàng. Ninh Hinh một bên hồi tưởng chuyện cũ một bên trộm cười, ai, tỷ, ngươi tại đây nấu cơm liền nấu cơm bái. Như thế nào còn vụng trộm cười đâu, có phải hay không làm gì chuyện xấu? Ninh Hạo đột nhiên xuất hiện ở cửa. Ninh Hinh sửng sốt, sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc, này còn không phải bởi vì ta có cái hảo tỷ phu sao, vừa rồi đến nhà chúng ta đòi nợ tới, ngươi có phải hay không không đem tỷ phu hầu hạ hảo, hắn mới bực. Ninh Hạo đem khuôn mặt nhỏ nghiêm, Ninh Hinh liền càng mơ hồ, ngươi nói bậy, ngươi tỷ phu mới sẽ không đi thảo cái gì nợ đâu. Ninh Hinh nghe được trong viện có động tĩnh, đi đến phòng bếp cửa nhìn lên, là cha mẹ, đại ca đều tới, đang ở giúp Cố Thanh Sơn cùng nhau dỡ hàng. A Hinh, làm cái gì ăn ngon, như vậy hương? Cố Thanh Sơn đem trên xe thiêu gà, mứt hoa quả chờ vật bắt lấy tới, giao cho tức phụ. Ninh Hinh gãi gãi đầu, ta vốn dĩ hầm một nồi con thỏ thịt, còn có mấy chỉ móng heo tử, cán chút mì sợi, bất quá, lập tức tới nhiều người như vậy, giống như có điểm không đủ. Hôm nay là ngươi sinh nhật, tự nhiên muốn thỉnh nhà phụ bọn họ tới cùng nhau cho ngươi khánh sinh a, nha đầu ngốc, mau đem này đó ăn đều bỏ vào mâm đi. Cố Thanh Sơn cười ngâm ngâm nộp lên ăn ngon, lại từ trên xe đem một cái ấm sành ôm xuống dưới. Ninh Hinh nhìn cái này ấm sành có điểm quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, bất quá trong thôn dùng ấm sành đều không sai biệt lắm, nàng cũng không quá để ý. Vào nhà đem đồ ăn đều mang lên, thế nhưng bãi đầy một bàn lớn tử, hắn không chỉ có mua thiêu gà, vịt nướng, lửa thịt, lạp xưởng, còn có 4 cái tiểu lầu làm tốt xa hoa đồ ăn, đều là trong thôn tức phụ làm không được. Cố Thanh Sơn ôm một vò rượu vào nhà, đảo thượng tràn đầy 6 chén lớn, nhiệt tình tiếp đón đại gia ngồi xuống, lại không uống, mà là đem vừa rồi ấm sành cầm lại đây. Đại gia tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn duỗi tay từ bên trong móc ra một cái tiểu bố bao, mở ra vừa thấy là một bộ bạc vòng tay cùng một đôi chân châu khuyên tai. Ninh Hinh lúc này mới minh bạch, cái này ấm sành chính là hắn nhập ngũ trước đặt ở Ninh gia gửi lại kia một cái. Cố Thanh Sơn giờ phút này trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, Ninh gia thật là giản dị bổn phận nhân gia, lúc trước vì cấp Ninh Bân xem bệnh, bán gia súc bán đất, nơi nơi vay tiền, đều không có dùng chính mình gửi lại tiền bạc. Cho dù là chính mình chưa chắc có thể tồn tại trở về, Kỳ thật, liền tính Ninh gia dùng, trở mặt không nhận chướng, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc lúc ấy cũng không có chứng nhân ở đây. Từ 2 tháng đế trở lại Ninh gia trang thời điểm, Ninh Hinh, cha liền nhắc tới quá rất nhiều lần muốn đem ấm sành từ, trong viện hoa quế dưới gốc cây đào ra còn cho hắn, nhưng là lúc ấy phòng ở còn không có cái hảo, hắn trong tay lại không thiếu tiền dùng, liền vẫn luôn không nhúc nhích, thẳng đến hắn trước 2 ngày hỏi Ninh Hinh, vì cái gì không mang chính mình trước kia đưa cho nàng vòng tay cùng chân châu khuyên tai, mới biết được Ninh Hinh cũng không có đem vài thứ kia thu vào chính mình trong túi, mà là cùng tiền bạc cùng nhau bỏ vào bình chôn đi lên, chờ còn cho hắn đâu. Nhìn có chút phát cũ bạc vòng tay, Cố Thanh Sơn khóe mắt có điểm ướt át, động dung nói, 3 năm trước đây, ta liền thích Ninh Hinh, khi đó ta muốn đi tham gia quân ngũ, cũng không biết còn có thể hay không tồn tại trở về, liền nói đem cái này để lại cho Ninh Hinh bảo quản, nếu là ta không về được, liền cho nàng đương của hồi môn, kỳ thật đây là ta nương lưu lại, nói là muốn để lại cho con dâu, thành thân 1 tháng, ta cũng không gặp A Hinh mang quá, lúc này mới hỏi, mới biết được còn ở ấm sành phóng đâu. A Hinh, trước kia nhà chúng ta cũng không có tiền, cái này không quá đẹp, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Ninh Hinh nhấp miệng nhìn hắn cười, đã là bà để lại cho ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, ngươi giúp ta mang lên đi hảo a. Cố Thanh Sơn đặc biệt cao hứng, cầm lấy bạc vòng tay thân thủ cho nàng mang ở tinh tế trắng nõn trên cổ tay, sau đó lấy ra chân châu khuyên tai ở Ninh Hinh trước mặt lắc lắc, ngươi biết cái này là như thế nào tới sao? Ninh Hinh phối hợp lắc đầu, tiếp theo nghe hắn nói, đây là 3 năm trước đây, ngươi sắp qua sinh nhật thời điểm, ta cố ý cho ngươi mua, ta bán 1 xe dưa, sau đó liền đi trang sức trong tiệm mua trang sức, nhìn chúng một khoản xinh đẹp cây châm, chính là muốn 2 lượng bạc, ta không như vậy nhiều tiền, liền mua một bộ tiện nghi khuyên tai, chính là sau lại Ninh Tam Thẩm đánh thức ta, liền không dám lấy ra tới cho ngươi. Nhắc tới năm đó, Cố Thanh Sơn vẫn là có điểm nét hổ thẹn, ngượng ngùng gục đầu xuống. Ninh Hinh ngoan ngoãn từ hắn trong lòng bàn tay đem khuyên tai cầm lấy tới, thân thủ xuyên qua nhĩ động, mang ở vành tai thượng, nhạ, nhìn xem đẹp sao, tất cả mọi người đều nói tốt xem. Cố Thanh Sơn trong lòng ấm áp, ở cái bàn phía dưới lặng lẽ cầm thê tử tay, cười nói, nhạc phụ nhạc mẫu, ta cùng Ninh Hinh thành thân gần 1 tháng, đây là ta đời này nhất vui mừng 1 tháng, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, làm nàng quá cả đời thư thái nhật tử. Tới, ta kính đại gia một chén rượu, chúc mừng đại cữu ca định rồi một môn hảo việc hôn nhân, cũng chúc mừng A Hinh sinh nhật vui vẻ, cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu dưỡng tốt như vậy khuê nữ, còn đuổi theo đem nàng gả cho ta, hy vọng về sau chúng ta đều bình an hỉ nhạc. Tiểu Hạo cũng không nhỏ, có thể uống rượu uống chút rượu đi, nam nhân sao, nhạc mẫu ngài tùy ý, A Hinh này một chén ta thế nàng uống tới, làm. Ninh Hạo trước hết bưng lên chén, ta là nam tử Hán, đương nhiên muốn uống, cũng chúc tỷ tỷ sớm một chút sinh cái tiểu cháu ngoại trai, liền có người cùng ta kêu cữu cữu. Mọi người cười ha ha, Ninh Hinh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gục đầu xuống. Cố Thanh Sơn ở cái bàn phía dưới dùng sức nhéo nhéo tay nàng tâm, cười bưng lên chén lớn uống một hơi cạn sạch. Này bữa cơm ăn thư thái thống khoái, Ninh Hinh cha thượng tuổi, Ninh Bân không thắng rượu lực, Ninh Hạo vẫn là cái tiểu hài tử, cả đêm xuống dưới đều uống nhiều quá. Cố Thanh Sơn tuy cũng có chút mê ly, bất quá còn tính thanh tỉnh. Ninh Hinh nấu mì sợi thời điểm, hắn còn giúp đoan chén đâu, hảo đồ ăn quá nhiều, mì trường thọ cũng chính là ý tứ một chút thôi. Ăn cơm xong, hai vợ chồng son đưa bọn họ qua Lai Thủy Hà, mới xoay người về nhà. Đầu thu ban đêm gió lạnh phơ phất, bóng người càng lúc càng xa, cửa nhà chỉ có thể nghe được núi rừng trung truyền đến gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Dưa trong đất đã không có dưa hấu, Cố Thanh Sơn tính toán 2 ngày này liền đem dưa phô hủy đi. A Hinh, ngươi thân mình nhưng hảo sao? Hắn nắm tay nàng trở về đi, đã sớm hảo, ngươi không cần lo lắng. Ninh Hinh dịu ngoan đáp, nga, chúng ta đi dưa phô bên kia nhìn một cái đi. Cố Thanh Sơn lôi kéo nàng xoay phương hướng, không có trực tiếp về nhà. Ninh Hinh không biết này lẻ loi dưa phô có cái gì đẹp, nhưng vẫn là theo hắn đi qua. Từ phòng ở cái thành, Cố Thanh Sơn liền không ở dưa phô ngủ qua, bất quá, bên trong phô đệm giường không có triệt, có đôi khi cũng sẽ ở mặt trên ngồi một lát. Hắn giơ tay vuốt ve đầu gỗ cây cột, nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ sao, 3 năm trước đây, ta đi đánh lợn rừng bị thương, liền ghé vào này, làm ngươi nếm thử ta mua cho ngươi điểm tâm, lúc ấy, này phó chân châu khuyên tai liền đè ở gối đầu phía dưới, ta dùng ngón tay vuốt ve, tưởng lấy ra tới tặng cho ngươi lại không dám, Ninh Hinh giữ chặt hắn bàn tay to cười, khẽ, đều là chuyện quá khứ, còn để nó làm cái gì, hiện tại chúng ta không phải thành thân sao, hắn một đôi bàn tay to cầm Ninh Hinh eo thon, hơi chút dùng sức liền đem nàng ôm tới rồi dưa phô ngồi hạ, tách ra hai chân, đem chính mình thân mình tệ đến nàng trước người, ôm chặt nàng hôn lên, Ninh Hinh hai chân quấn lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, dò ra đầu lưỡi chủ động hồi hôn hắn, khó được tiểu tức phụ hôm nay như vậy nhiệt tình, hai người hôn đến gắn bó keo sơn, khó xa khó phân. A Hinh, này dưa phô ngày mai liền hủy đi, sang năm cũng không tính toán đáp, đêm nay, ta đặc biệt tưởng tại đây bên trên cùng người thân thiết một hồi, hắn dùng khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai dụ hoặc nói, Ninh Hinh vừa nghe liền luống cuống, tay nhỏ vô lực chống đẩy hắn, đừng, làm người nhìn thấy làm sao bây giờ đại buổi tối, ai sẽ đến, đêm nay liền ánh trăng đều không có, ngươi nhìn xem Lai Thủy Hà bên kia, ngươi có thể nhìn thấy gì, Cố Thanh Sơn ngậm nàng vành tai liếm, lộng, một chút đều không có thu binh tính toán, kia ngươi thật muốn à, Ninh Hinh luyến tiếc ủy khuất hắn, chính là ở ra môn bên ngoài, này quá kích thích trái tim, nàng có điểm chịu không nổi, ân, muốn, ta đi đem dưa phô mặt khác 3 mặt vĩ buông xuống đi, như vậy liền càng sẽ không có người nhìn thấy, không chờ Ninh Hinh đồng ý, hắn liền bước đi qua đi, bay nhanh tha một vòng tròn, buông còn lại 3 mặt vĩ che khuất, chỉ còn lại 2 người hoạt động không gian. Ninh Hinh khẩn trương nhìn một cái phụ cận, muốn nói an toàn cũng sẽ không có cái gì vấn đề, chính là lại có một loại yêu đương vụng trộm khẩn trương cảm, làm nàng toàn thân căng chặt, đối với hắn rất nhỏ đụng chạm đều thập phần mẫn cảm, nàng ngẩng mặt đẹp, nộn như ngưng chi diễm như hoa cánh môi anh đào nhẹ nhàng rung động, hơi xuyên nói, Thanh Sơn ca, ta đều y ngươi, Cố Thanh Sơn mừng như điên, một lần nữa ôm chặt lấy người ngọc, nhiệt môi hạt mưa dừng ở nàng đuôi lông mày mặt bạn, Ninh Hinh tâm đã sớm bị hắn hòa tan, theo bản năng mà cũng bao lấy nóng bỏng mật hôn, thân thể mềm mại mềm như bông mà dán hướng đàn lang. Chương 75 thành thân mật sủng hàng ngày 21 cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng, Cố Thanh Sơn một bên hủy đi dưa phô, một bên cùng đất trồng rau tức phụ khoe khoang, thật luyến tiếc hủy đi nha, đêm qua này tư vị đi theo trên giường đất thật không phải một cái cảm giác. Ninh Hinh hồng khuôn mặt nhỏ quay đầu lại phun hắn một ngụ, cũng không dám dương mắt nhìn hắn, ninh xuống dưới 2 cái cà tím liền hướng trong nhà đi nhanh, ai, đừng đi nha, cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu, ngươi xem như vậy không cấm động, Cố Thanh Sơn cười hì hì nhìn tức phụ bóng dáng nhanh như chớp nhi, mà chạy tiến ra môn, thật muốn truy đi vào lại đè nặng nàng lộng 2 lần, đem dưa phô thượng vĩ bao ôm xuống dưới ném tới một bên, hắn cẩn thận phát hiện có 1/2 cỏ lau côn đã bị đập vụn, khó trách tối hôm qua cách đệm giường liền ca động tĩnh không ngừng, mới đầu nàng banh thân mình phóng không khai, sau lại gắt gao ôm hắn không buông tay, hắn thích nhất tiểu tức phụ vong tình trầm mê bộ dáng, lại là ở giữa trong đất, làm hắn dị thường hưng phấn, đêm này 3 năm tương tư đều trút xuống tại thân thể thượng, nhiệt liệt triền miên đã lâu. Ninh Hinh bưng một chậu xiêm y từ trong viện đi ra, mắt hạnh thủy nhuận nhuận nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta muốn đi bờ sông giặt đồ, ngươi vội xong rồi liền đi trong phòng uống trà đi, ta cho ngươi phao hảo trong nhà lu nước không phải mãn sao, làm gì còn muốn đi bờ sông a? Cố Thanh Sơn khó hiểu, Ninh Hinh tự nhiên biết hắn mỗi ngày đều đem lu nước trọn tràn đầy, chính là nếu giặt quần áo đem thủy đều dùng, hắn không phải còn phải cố sức gánh nước sao, hạt kê chín, 2 ngày này liền phải đi thu hoạch, Ninh Hinh luyến tiếc chính mình nam nhân làm như vậy nhiều mệt việc, bờ sông có đại thạch đầu, có thể dùng đảo y châm đấm đánh, tẩy sạch sẽ, Ninh Hinh vừa đi một bên nói, hảo, vậy ngươi đi thôi, trong chốc lát ta đi tiếp ngươi, tẩy xong quần áo tẩm thủy, bưng rất trầm, Cố Thanh Sơn nhìn một cái to như vậy bồn gỗ, lại nhìn xem tức phụ phong bãi dương liễu giống nhau eo nhỏ, cười khẽ, ta nào có như vậy kiều khí, ngươi không cần tới đón ta, Ninh Hinh thẳng thắn eo, như là muốn chứng minh chính mình rất có sức lực dường như. Chẳng qua này một đĩnh ngực liền, run rẩy run lên, nhìn Cố Thanh Sơn thẳng mắt, Ninh Hinh bưng bồn gỗ tới rồi bờ sông, liền thấy Tiểu Xuyên tức phụ cùng Ngô Tiểu Lực, tức phụ còn có Ninh Trường Thủy tức phụ Ngô Tinh Tinh đang ở bờ sông giặt quần áo, cho nhau chào hỏi qua lúc sau, Ninh Hinh ngồi xổm trên tảng đá cúi đầu giặt quần áo, không lại xem các nàng. Tiểu Xuyên tức phụ liếc nàng liếc mắt một cái, dương giọng cười nói, hiện giờ chúng ta thôn nhất có tiền đồ hán tử, các ngươi nói là ai nha? Ngô Tinh Tinh xem một cái vùi đầu giặt quần áo Ninh Hinh, cướp đáp, tự nhiên là Thanh Sơn ca, ngươi xem nhân gia che lại như vậy đại tòa nhà, còn có xe ngựa to, ăn xuyên, nhà ai có thể so sánh được với. Tiểu Xuyên tức phụ khinh thường bĩu môi, đó là trước kia, hiện tại nha đã sớm thay đổi thiên. Ngươi còn không có nghe nói sao, Ngô Đại Lực đã lên làm trong huyện bộ đầu, thuộc hạ quản không ít người đâu, kia chính là quan lão gia nha, ai có thể so được. Ngô Tiểu Lực tức phụ đắc ý, ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, nhà ta đại bá ca không chỉ có tiền đồ, vẫn là cái trọng tình nghĩa, đương đại quan cũng không quên bổn, đã hướng Doãn gia cầu hôn, muốn nói chúng ta thôn nhất có phúc nữ nhân phải là Tiểu Hà nha, về sau đương ta đại tẩu chính là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Các nàng hai kẻ sướng người họa, nói thập phần hăng say, rõ ràng chính là cô y nói cho Ninh Hinh nghe. Ngô Tinh Tinh ở một bên nhìn chỉ nghĩ cười, không phải bởi vì nhân gia Ninh Hinh gả đến hảo, các ngươi mới toan khó chịu sao, hiện giờ bắt được tìm một cơ hội, nhưng kính khoe ra. Bất quá, tối hôm qua nàng đã nghe Ninh Trường Thủy nói, Ngô Đại Lực quan là Cố Thanh Sơn giúp hắn đáp lời mới được đến. Chân chính cùng đại nhân vật có giao tình chính là Cố Thanh Sơn. Ngô Tinh Tinh cùng Ninh Trường Thủy hai vợ chồng tinh tế phân tích quá nhà mình tình huống, Trường Thủy trừ bỏ sẽ điểm thợ xây việc, liền không bản lĩnh khác, hiện tại có thể miễn cưỡng nuôi sống một nhà ba người, về sau thêm nữa hài tử đã có thể khó mà nói. Hắn hiện giờ duy nhất có thể dựa vào người chính là Cố Thanh Sơn, hai người là phát tiểu, từ nhỏ cảm tình liền hảo. Giống Ngô Đại Lực như vậy, mặc kệ nhân gia đương bao lớn quan phát bao lớn tài, nhà mình cũng là không dính dáng. Cho nên, lần trước Cố Thanh Sơn đi kinh thành một tháng, Ninh Trường Thủy tỉ mỉ mà giúp hắn hầu hạ hoa màu cây ăn quả, còn không lấy một xu, chính là hy vọng về sau hắn có thể kéo chính mình một phen. Ngô Tinh Tinh thấy Ninh Hinh dương mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu xuyến quần áo, liền thế nàng nói, ta cảm thấy Ninh Hinh mới là nhất hưởng phúc đâu, nhật tử quá đến hảo, nam nhân lại đau người, còn mỗi ngày ở nhà thủ, ly nhà mẹ đẻ gần, tùy thời có thể về nhà. Thanh Sơn ca còn giúp Ninh Bân ca ở trấn trên khai một gian cửa hàng đâu, tốt như vậy hán tử, không hảo tìm a. Tiểu Xuyên tức phụ khinh thường cắt một tiếng, ở trấn trên gian cửa hàng tính cái gì, nói không chừng tương lai nha, mạnh mẽ còn phải cho nhà của chúng ta ở huyện thành gian cửa hàng đâu, chúng ta đã có thể không ở này khe suối quá trong đất bảo thực nhật tử lâu. Ngô Tiểu Lực tức phụ vừa nghe lại không cao hứng, nữ nhân này, còn không có thành thân đâu, liền nghĩ chiếm tiện nghi. Phải biết rằng lúc trước Ngô Đại Lực vì lưu tại huyện thành đương bộ khoái, là bán trong nhà 5 mẫu đất, nhà bọn họ cùng Cố gia nhưng không giống nhau, Cố Thanh Sơn không có huynh đệ tỷ muội, cấp Ninh Hinh ra trả giá nhiều ít, chỉ cần chính hắn vui là được. Ngô gia là có thân huynh đệ nha, nhà mình còn không có hưởng phúc đâu, hà có thể luôn thượng Doãn gia. Nàng chán ghét xem xét liếc mắt một cái Tiểu Xuyên tức phụ, lại nghĩ tới nhà mình 5 mẫu đất là bị Cố Thanh Sơn mua đi, năm nay thu hoạch vụ thu hạt kê lập tức liền ít đi một nửa thu hoạch, trong lòng liền càng không thoải mái. Ninh Hinh, nhà các ngươi mua mà quá không được 2-3 năm chúng ta là muốn thu hồi tới, đến lúc đó, các ngươi nhưng đừng ăn vạ không cho nha. Ngô Tiểu Lực tức phụ ngang ngược kiêu ngạo nói. Ninh Hinh vốn dĩ không nghĩ lý các nàng, nhưng là nhân ra điểm danh nói họ cùng chính mình nói chuyện, liền ngẩng đầu lên nói, cái gì kêu chúng ta ăn vạ nha, nhà các ngươi thiếu tiền dùng liền đem đất bán, hiện tại mà là nhà của chúng ta, tưởng bán liền bán, không nghĩ bán liền không bán, ngươi đừng không e lệ đuổi theo chúng ta muốn ai, ngươi nói ai không e lệ đâu. Ninh Hinh ngươi đừng mỗi ngày tự cho là đúng, lấy chính mình đương công chúa đâu, hiện tại nhà ngươi nam nhân đã không phải chúng ta thôn người lợi hại nhất, ngươi còn nhíu bức hồng hống làm gì. Ngô Tiểu Lực tức phụ tức giận, đứng lên chỉ vào Ninh Hinh mắng. Ninh Hinh khí quả thực không biết nói cái gì cho phải, chính mình chiêu ai chọc ai, như thế nào liền chọc một thân tao đâu. Ngô Tinh Tinh thấy thế, rũ mắt nghĩ. Kiên quyết đứng ở Ninh Hinh bên này, tẩu tử ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Ninh Hinh nói chuyện đâu, Nàng nói không sai, các ngươi đem đất bán, chính là nhân gia, bán hay không là người ta định đoạt hô, Ngô Tinh Tinh, ngươi đừng quên, ngươi chính là Ngô gia khuê nữ, như thế nào có thể ăn cây táo, rào cây sung đâu, khó trách các ngươi ra ăn thượng đốn nhi không hạ đốn nhi, đều làm không rõ chính mình là nào đầu, có thể quá tốt nhất nhật tử sao. Ngô Tiểu Lực tức phụ đem đầu mâu nhắm ngay nàng, Tiểu Xuyên tức phụ căn cứ xem náo nhiệt không chê sự đại tinh thần, ở một bên cười nói, nhân gia tuy rằng là Ngô gia khuê nữ, hiện tại thật là Ninh gia tức phụ, cùng ngươi không phải một lòng. Ninh Hinh tẩy hảo quần áo, bưng bổn đứng lên, ta nói cho ngươi, chính mình quá chính mình nhật tử, ta cũng trước nay không cùng các ngươi so qua, cũng không cần thiết so. Tiểu Hà là cái thật thành hảo muội tử, Ngô Đại Lực cùng Tiểu Hà, ta hy vọng bọn họ tương lai quá ngày lành, nhưng là, ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ người, không có người sẽ bạch bạch cho các ngươi khi dễ. Phong thủy thay phiên chuyển, về sau nhật tử còn trường đâu, Trường Thủy ca ra nói không chừng ngày nào đó liền phát đạt, đừng xem thường người. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Thanh Sơn cao lớn thân ảnh không biết khi nào đã đứng, ở chính mình phía sau, từ nàng trong tay tiếp nhận trầm trọng đại bồn gỗ, nhẹ nhàng đoan ở trong tay, âm thanh lạnh lùng, nói, ngươi trở về nói cho Ngô Đại Lực, hắn tiểu quan mũ, ta có thể làm hắn mang lên, cũng có thể làm hắn hái xuống, lúc trước cho hắn đi nói tốt, bởi vì hắn là dân chúng xuất thân, có thể vì đại gia suy nghĩ, nếu là hắn liền chính mình người nhà đều quản không được, cáo mượn oai hùng ỷ thế hiếp người nói, vậy dứt khoát đừng làm. Cố Thanh Sơn bưng đại bồn gỗ mang theo tức phụ đi rồi, lưu lại Ngô Tiểu Lực tức phụ nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời, nàng trăm triệu không nghĩ tới nhà mình đại bá ca sai sự là Cố Thanh Sơn hỗ trợ an bài, đại bá ca ở nhà như vậy vênh váo tận trời bộ dáng, cả ngày nói những cái đó quan lão gia nhóm như thế nào thưởng thức hắn, như thế nào sẽ dựa vào Cố Thanh Sơn đâu. Ngô Tinh Tinh ở một bên liếc xéo liếc mắt một cái, áp xuống trong lòng oán khí, khuyên nhủ, tẩu tử, về sau điệu thấp điểm nhi đi, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn à. Cố Thanh Sơn cùng Ninh Hân về đến nhà đơn giản ăn qua cơm trưa liền nghỉ ngơi ngủ trưa, vì chính là dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi thu hạt kê, kia 5 mẫu hạt kê không phải một chút nói xong là có thể cắt xong, Ninh Hinh đề nghị đem chính mình nhà mẹ đẻ người gọi tới hỗ trợ cùng nhau thu hạt kê, chính là Cố Thanh Sơn xua xua tay không đồng ý, nói, tổng cộng mới 5 mẫu đất, không cần phải như vậy nhiều người, ta một người làm một ngày là đủ rồi, ngươi ở nhà làm tốt cơm cho ta đưa cơm tới là được. Ninh Hinh không chịu, như thế nào có thể, làm ngươi một người làm việc đâu, ta cũng có thể đi thu hạt kê. Cố Thanh Sơn cười điểm điểm nàng chóp mũi nhi, ngươi này tiểu tức phụ như thế nào như vậy không nghe lời đâu, làm ngươi nấu cơm liền nấu cơm, thu cái gì hạt kê, liền nói như vậy định rồi, ngày mai buổi sáng ta dậy sớm liền đi cắt hạt kê, sáng sớm mát mẻ, ngươi lên về sau liền ở nhà nấu cơm, sau đó cho ta đưa đến trong đất tới. Ngày hôm sau Ninh Hinh tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có hắn thân ảnh, ổ chăn đều là lạnh, xem ra đã rời đi thật dài thời gian. Nàng vội vàng lên nấu cơm, hầm hảo một nồi giã gà rừng thịt, ngao gạo kê cháo, còn lạc mấy chương hành thái bánh, xách thượng một vại dưa muối, vác rổ xuống ruộng cho hắn đưa cơm. Tới rồi mà biên vừa thấy, chấn động, 5 mẫu đất hạt kê đã bị phóng đổ hơn phân nửa, hai cái vai trần đại nam nhân chính múa may lưỡi hái ở hạt kê trong đất bận rộn. Ninh Hinh phóng nhãn vừa nhìn, phát hiện một cái khác hỗ trợ nam nhân là Ninh Trường Thủy, trong lòng cũng liền minh bạch vài phần. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua Ngô Tinh Tinh nghe nói nhà mình hôm nay muốn thu hạt kê, cho nên khiến cho Ninh Trường Thủy sáng sớm tới hỗ trợ, may mắn nàng lấy cơm sáng đủ nhiều. Thanh Sơn ca, Trường Thủy ca, tới ăn cơm đi, ta tới bó hạt kê. Ninh Hinh đem trong rổ thức ăn đều lấy ra tới bãi trên mặt đất đầu trên cỏ. Ninh Trường Thủy đã thật lâu không ăn thịt đỡ thèm, ngày đó Cố Thanh Sơn cho một con thiêu gà, nhà mình hài tử đều không đủ ăn. Tức phụ nhi cũng bất quá là ăn một chút biên biên rác rác thịt mà thôi, hắn căn bản là không bỏ được ăn, vẫn là tức phụ đau lòng hắn, ngạnh nhét vào hắn trong miệng mấy khối thịt ăn. Hôm nay Ninh Hinh để tới một đại vại hầm thịt ăn nhưng thấm khoái, một bên ăn một bên trêu ghẹo nhi hỏi nàng, ngươi như thế nào biết ta cũng tới rồi, còn mang lên ta một phần cơm đâu. Ninh Hinh cười nói, ta thật đúng là không biết ngươi đã đến rồi, này đó đồ ăn đều là cho Thanh Sơn ca mang. Ninh Trường Thủy cười ha ha, ngươi đây là lấy Thanh Sơn đương nhu dưỡng đâu, vẫn là tối hôm qua phí sức lực quá nhiều, đến hảo hảo bổ bổ, thành thân các nam nhân luôn là, thích nói hai câu lời nói thô tục đậu trong thôn tiểu tức phụ, cũng không có người bởi vì cái này trở mặt. Ninh Hinh ra mặt mỏng, liền không để ý tới hắn, hồng khuôn mặt nhỏ xuống ruộng bó hạt kê. Cố Thanh Sơn ôm chặt nàng, đem người kéo hồi trên cỏ, ngươi khẳng định cũng không ăn cơm sáng đâu, cùng nhau ăn đi, không vội mà làm việc. Chương 76 thành thân mật sủng hàng ngày 22 cơm nước xong, Ninh Hinh hỗ trợ trói trong chốc lát hạt kê, chưa đầy một xe, Cố Thanh Sơn liền lôi kéo nàng về nhà. Hắn vóc dáng cao, lại có sức lực, dùng đại mộc nghĩa tam hạ hai hạ liền tá xong rồi xe, chỉ làm nàng ở đánh mạch trong sân đem cốc tuệ mở ra phơi nắng, trong chốc lát làm giữa trưa cơm là đến nơi, không cần lại đến trong đất. Ninh Hinh nghe lời mở ra cốc tuệ, vô dụng bao nhiêu thời gian, liền tiến trong phòng bếp đi bận việc cơm trưa. Vốn dĩ này cơm sáng nàng là chuẩn bị hai đốn, kế hoạch buổi sáng không trở lại, cùng Cố Thanh Sơn cùng nhau trên mặt đất làm việc, giữa trưa liền tiếp theo ăn cơm thừa, đừng chậm trễ làm việc là được. Hạt kê chín, phải chạy nhanh thu hoạch phơi nắng, vạn nhất gặp phải trời mưa bị hướng hủy ở trong đất, nửa năm vất vả đã có thể uổng phí. Trước kia nàng chỉ biết là Thanh Sơn ca cao lớn chắc nịch, một bữa cơm có thể ăn chính mình 8 đốn lượng, hôm nay mới biết được, nguyên lai Ninh Trường Thủy càng có thể ăn, một người đem nàng dự lưu vợ chồng son cơm chưa đều ăn sạch. Hắn ăn nhiều như vậy, thế nhưng vẫn là như vậy gầy. Ninh Hinh từ nam chân tường phía dưới đem nước lạnh băng con thỏ thịt lấy ra tới, nàng không dám giết sinh, cho nên Cố Thanh Sơn đêm qua đem gà rừng cùng con thỏ đều giết, cắt thành thịt khối, làm nàng hôm nay nấu cơm dùng. Hầm thượng một nồi to con thỏ thịt, lại chụp mấy cây dưa chuột, trưng ra bùn, dùng ớt cay xào đậu que, lại thêm một cái rau trộn củ cải dây tua, một đại bồn chua cay bánh canh, lạc hơn 10 chương bột lên men bánh nướng lớn, bày tràn đầy một bàn. Ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, Ninh Hinh vội vàng đón đi ra ngoài, liền thấy trang tràn đầy 2 chiếc xe lôi kéo hạt kê tới rồi đánh mạch trong sân. Cố Thanh Sơn một bên dỡ hàng một bên hỏi, A Hinh, làm cơm có đủ hay không ăn a? Vừa rồi vừa lúc gặp phải Ninh Giang đại ca vội vàng xe lửa từ mà biên quá, liền hỗ trợ kéo một xe, như vậy một chuyến liền đều đã trở lại, chờ lát nữa tắm rửa một cái liền trực tiếp ăn cơm. Đại đường ca cũng không phải người ngoài. Ninh Hinh không cùng hắn khách khí, cười nói, đủ rồi, hầm một nồi to con thỏ thịt, lạc một đại chồng bánh rán nhiều tầng có men đâu, các ngươi cứ việc ăn, vất vả ban ngày sao có thể không ăn đốn cơm no đâu. 3 nam nhân thực mau tá xong rồi xe, Ninh Giang chỉ giúp vội kéo một xe hạt kê, ngượng ngùng lưu lại ăn cơm, đối Cố Thanh Sơn nói, muội phu quá khách khí, thu hạt kê cũng không gọi thượng chúng ta, 5 mẫu đất sờ soạng liền bắt đầu làm. Biết đến là ngươi có khả năng, không biết còn tưởng rằng chúng ta không chịu hỗ trợ đâu, cơm ta sẽ không ăn, lại không phải người ngoài. Cố Thanh Sơn vội vàng ngăn lại hắn, tá hắn xe lửa, đem lửa buộc đến trên cây, lôi kéo hắn cùng đi trong sông tắm rửa. Đại ca, nói tốt không thấy ngoại, ngươi lại liền bữa cơm cũng không chịu ăn, đừng nói là hỗ trợ kéo hạt kê, chính là không hỗ trợ, ngươi tới trong nhà ăn một bữa cơm cũng không gọi sự nha. Ninh Hinh thấy 3 cái đại nam nhân sóng vai đi bờ sông, liền xoay người trở lại trong phòng bày biện chén đũa, không lớn trong chốc lát, bọn họ trở về ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau ăn cơm. Cố Thanh Sơn mỗi ngày ăn thịt, đã không lớn hiếm lạ, chỉ ăn mấy khối con thỏ thịt, liền trọng điểm tiến công trưng ra bùn cùng rau trộn củ cải, dây tua. Ninh Hinh là cái tinh tế tính tình, nàng làm ra bùn đều là tuyển nộn nộn cá tím, tiêu ra. Đem cả tím thịt cùng gia vị cùng nhau trưng, trưng đến đều vào vị, lấy ra lúc sau ở dựa theo rau trộn nấu cơm dùng bạo hương dầu hạt cải quấy, hơn nữa tỏi giã làm thành, hương vị tinh tế, tỏi thơm nồng úc. Kia rau trộn củ cải dây tua là bỏ thêm đường cùng giấm, kính giòn ngon miệng, có củ cải tự mang thanh hương, tức phụ nhi tay nghề thật không kém. Cố Thanh Sơn ăn thư thái, thống khoái, kia 2 cái nam nhân liền không giống nhau. Ăn mấy khẩu thức ăn chay thuần túy là bởi vì ngượng ngùng tổng ăn thịt. Từ cấp Cố Thanh Sơn cái xong tân phòng đến bây giờ, trừ bỏ hắn đính hôn thành thân thời điểm thịt đồ ăn quản đủ, mặt khác thời điểm cơ hồ liền không ăn qua thịt đâu. Hôm nay nhưng xem như giải thèm. Ninh Hinh nào, ngươi hầm này thịt cũng thật hương, Thanh Sơn cưới ngươi thật là hưởng phúc. Ninh Trường Thủy ăn trước cái lửng dạ, mới có thời gian nói chuyện. Ninh Hinh cười cười, tự hào nhìn về phía nam nhân nhà mình, Trường Thủy ca ngươi ăn nhiều một chút, kỳ thật là ta hưởng phúc, đi theo Thanh Sơn ca, đốn đốn có thịt ăn. Ninh Giang khơi mào ngón tay cái, lời này nói đúng, muội tử, ngươi là thật gả cho cái hảo nam nhân, mới có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử, giống ta cùng Trường Thủy như vậy anh nông dân, sao có thể làm lão bà hài tử mỗi ngày ăn thịt nha. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng cười, đại ca, chúng ta đều còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, tương lai, đều có thể quá tốt nhất nhật tử. Ninh Trường Thủy thích nghe nhất chính là những lời này, hắn đã đem chính mình tương lai hy vọng hoàn toàn ký thác ở Phát Tiểu trên người, vội vàng nói tiếp, kia chúng ta đã có thể nói định rồi, về sau ngươi có kiếm tiền phương pháp cũng đừng quên chúng ta cũng không gì đầu óc, không gì tiền đồ, cũng chỉ có thể đi theo ngươi lăn lộn, đời này làm ta cho ngươi làm ngưu làm mã đều được. Cố Thanh Sơn cười đấm hắn một quyền, ai dùng ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi có ta kia ô truy mã chắc nịch sao. Mọi người cười to, ăn xong rồi cơm lại đi đánh mạch trong sân đem phơi cốc tuệ phiên một lần, hôm nay thái dương đủ, bạo phơi một giữa trưa, buổi chiều liền có thể đánh hạt kê, không có gia súc nhân ra đánh hạt kê là thực thượng sầu. Hoặc là dùng nhân lực lôi kéo trục lăn lúa xoay quanh, hoặc là đôi tay cầm cốc tuệ ở trên tảng đá quăng ngã, chính là Cố gia không cần phí cái kia kính, ô truy mã chắc nịch có sức lực, lôi kéo cực đại trục lăn lúa bước đi như bay, vài vòng xuống dưới, mã còn không có lưu đủ chân, hạt kê liền áp hảo. Ninh Hinh cha mẹ mang theo Ninh Hạo vội vã mà đuổi tới, ngượng ngùng nói cô ra, liền của trách nhà mình khuê nữ. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay thu hạt kê như thế nào cũng không chi cái thanh đâu, chúng ta đều ở nhà chờ hỗ trợ đâu, mấy ngày hôm trước hỏi các ngươi còn nói không thục. Cố Thanh Sơn luyến tiếc, tức phụ ai huấn, đem nàng che ở phía sau, cười nịnh nọt giải thích, vốn dĩ mà liền không nhiều lắm, cũng không cần quá nhiều người hỗ trợ, cho nên liền không quấy rầy các ngươi, về sau cây ăn quả kết trái cây, khẳng định yêu cầu đại gia cùng nhau trích. Đến lúc đó tự nhiên muốn thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu hỗ trợ. Vài người bận rộn khơi mào áp bẹp rơm cán, quét suốt cốc viên, dê thóc trang túi, không đến trời tối liền bận việc xong rồi, 5 mẫu đất một ngày liền liệu lý thanh. Như vậy tốc độ cũng là không ai, ăn qua cơm chiều, tiễn đi đại gia, Cố Thanh Sơn lôi kéo tức phụ tay về nhà, chứa đầy hạt kê bao tải to ở tây xương phòng mã chỉnh chỉnh tề tề một hàng, nhìn liền nhận người thích. Cố Thanh Sơn ôm Ninh Hinh eo, nhìn về phía nhà mình mùa thu hoạch trái cây, vui mừng cười nói, A Hinh, này đó hạt kê đại khái có thể bán 5-6 lượng bạc đi, kỳ thật xa không bằng săn thú tránh đến nhiều, bất quá, đây là lương thực a, chúng ta không bán, ở nhà phóng lương thực. Trong lòng kiên định, lúc này mới càng giống cái ra bộ dáng, có khả năng lại săn sóc nam nhân, giàu có gia cảnh. Ninh Hinh thỏa mãn cười cười, quay đầu nhìn đến hắn trên trán còn treo mồ hôi, liền dùng chính mình tay áo giúp hắn lau mồ hôi. Thanh Sơn ca, ngươi hôm nay thức dậy sớm, vất vả một ngày, đi ngủ sớm một chút đi. Hắn cúi đầu, làm nàng sát đến càng phương tiện, nhân cơ hội ở má nàng thân thượng một ngụm. Tức phụ nhi, ngày hôm qua vì dậy sớm liền không thân thiết, hôm nay đều vội xong rồi, còn không cho ta thống khoái một hồi sao. Bàn tay to dùng sức, ôm chặt nàng, Ninh Hinh chỉ phải thuận thế ôm cổ hắn, ngươi hôm nay như vậy mệt, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta nhất định cho ngươi không, liền tưởng hôm nay muốn, hơn nữa liền tại đây Tây Sương, ở bao tải thượng muốn, có cho hay không, thân tức phụ nhi, có cho hay không. Hắn chơi xấu giống nhau lại gặm lại cắn, xoa nắn Ninh Hinh không biện pháp, chỉ phải y hắn, bao tải chát người. Hắn tự nhiên không thể làm kiều tức phụ thịt non trực tiếp chát ở mặt trên, lấy tới một khối vải bông khăn trải giường ở mặt trên một phô, ôm người liền đặt ở chứa đầy hạt ngũ cốc túi thượng. Ninh Hinh quả thực không nghĩ ra nam nhân tư duy, ở trên giường đất sạch sẽ thật tốt, càng muốn tại đây loại kỳ quái địa phương. Hắn vừa động, toàn bộ cốc đôi đều đi theo động, hạt ngũ cốc ma sát xoát xoát vang, làm nàng cầm lòng không đậu liên tưởng đến hai người ma sát, quả thực mắc cỡ chết người. Cũng may, nam nhân không có kéo dài ham chiến, đến canh một thiên liền tắm rửa ngủ. Hôm nay thời tiết nhiệt, liền xưởng một phiến cửa sổ, có thể ngửi được gió ấm thổi vào tới hoa quế hỗn tân cốc hương, trong lòng đã kiên định lại thoải mái. Qua mấy ngày, hạ một hồi mưa thấm đất, Cố Thanh Sơn liền đem mà phiên, loại thượng tiểu mạch, thu ngó sen trưởng thành, hắn từ hồ sen khấu một ít đi lên, cấp Ninh Hinh nếm thử mới mẻ. Táo đỏ cũng dần dần chín, mỗi ngày sáng sớm, chạng vạng, vợ chồng son cùng nhau tản bộ thời điểm, hắn đều sẽ ỷ vào chính mình cánh tay chân dài lớn lên ưu thế, trích mấy viên cho nàng ăn. Qua một cái phong phú Tết Trung Thu lúc sau, thực mau liền đến 8 tháng đế, Ninh Hinh mỗi ngày vội vàng giúp nương chuẩn bị đại ca hôn sự. Tuy rằng là nhị hôn, chính là nhân gia tân nương tử là hoa cúc đại khuê nữ, Ninh gia tự nhiên không thể chậm trễ nhân gia, nên có chi tiết giống nhau, đều không thể thiếu. Ninh Hinh vội vàng cấp nhà mẹ đẻ hỗ trợ, Cố Thanh Sơn liền vội vàng vào núi săn thú, thời tiết càng ngày càng lạnh, chờ đến đại tuyết phong sơn về sau, hắn liền không nghĩ vào núi, lộ hoạt nguy hiểm, tiểu động vật nhóm không thường ra tới, đại manh thú nguy hiểm quá lớn. 9 tháng sơ, Mã Huy tới, thế chủ tử Đàm Sĩ Lễ mua thôn Đông Sơn thượng kia một tảng lớn dốc thoải, Lý chính là Ngô Đại Lực cha, hắn làm sao dám thu kinh thành đại lão ra tiền đâu, chỉ sợ hãi nói, những cái đó vùng núi đều là vô chủ, Đàm đại nhân phải dùng liền dùng hảo, dù sao nhàn rỗi cũng sẽ nhàn rỗi. Mã Huy là cái làm việc chu đáo, tự nhiên sẽ không bạch dùng trong thôn vùng núi, chẳng phải là vì tương lai mai phục bị người cáo trạng nhược điểm sao. Vì thế hai bên nghị định, này đó vùng núi có thể không thu tiền, nhưng là Đàm Sĩ Lê ở chỗ này kiến vườn về sau, muốn ở chân núi kiến một tòa thư viện, dùng viên trung cây ăn quả thu hoạch thỉnh một vị dạy học tiên sinh tới, trong thôn hài tử không cần giao quả nhập học liền có thể miễn phí đọc sách, liền giấy và bút mực đều cùng nhau cung cấp, không cần này đó nông gia hài tử lại tiêu tiền, loại chuyện tốt này thượng nào đi tìm. Phụ cận mấy cái thôn người nghe nói chuyện này đều hâm mộ mắt to chừng mắt nhỏ, còn không phải là chiếm dụng một khối vùng núi sao, như vậy đại một mảnh sơn, vui dùng liền dùng bái, toàn bộ thôn hài tử đều có thể miễn phí đọc sách biết chữ, đây là nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt nhi, tương lai khẳng định có dụng công đọc sách hài tử có thể thi đậu công danh, Ninh gia trang đây là muốn thăng chức rất nhanh tiết tấu nha. Chương 77 thành thân mật sủng hàng ngày 23 tiễn đi Mã Huy. Cố Thanh Sơn về nhà ôm Kiều tức phụ thương lượng, Mã đại ca nói, trong kinh thành hiện tại lưu hành đánh mã cầu, nhà giàu nhân gia đều ở ra giá cao lấy lòng mã, mùa thu cũng đúng là đột quyết thảo nguyên thượng giá thấp bán mã thời điểm, ta đi Tây Bắc đánh giặc, đối bên kia quen thuộc một ít, hiện giờ hai nước hòa bình, không có chiến sự, đi phiến mã không có gì nguy hiểm, ta muốn gọi thượng Trường Thủy cùng Ninh Giang đại ca đi một chuyến thảo nguyên. Qua lại hơn một tháng đi, phỏng chừng mỗi người có thể tránh 100 lượng bạc, có thể để được với loại nửa đời người địa, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hinh ngẩn ra, chớp chớp mê mang mắt to, nhẹ giọng hỏi, phải đi hơn 1 tháng nha, thật sự không có nguy hiểm sao? Cố Thanh Sơn sán răng cười, lộ ra 2 bài bạch bạch hàm răng, tận lực làm chính mình mặt bộ biểu tình thực nhẹ nhàng, nếu mau nói, khả năng không dùng được lâu như vậy. Ta là sợ đến lúc đó cũng chưa về ngươi sẽ lo lắng, mới cố ý nhiều lời mấy ngày, hiện tại biên cảnh đã khai thông chợ chung, các màu thương nhân đều có, như thế nào sẽ có nguy hiểm đâu, yên tâm đi, không có việc gì. Ninh Hinh đem hắn bàn tay to kéo ở lòng bàn tay thưởng thức, theo bản năng chu lên cái miệng nhỏ, chính là ngươi săn thú cũng có thể tránh không ít tiền đâu, chúng ta hiện tại có phòng ở có đất. Cũng không cần như vậy nhiều tiền, ngươi năm nay mới trở về lại muốn đi ra ngoài, ta này trong lòng không yên ổn. Cố Thanh Sơn biết tức phụ luyến tiếc, kỳ thật hắn trong lòng lại làm sao bỏ được đâu. A Hinh, trong núi con mồi trung quy là hữu hạn, này nửa năm ta không thiếu lên núi, phụ cận tiểu động vật đã rõ ràng giảm bớt, đại mãnh thú đều ở núi sâu trong rừng rậm, ta cảm thấy nguy hiểm quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không nghĩ đi. Đại tuyết phong sơn về sau, ta liền không nghĩ vào núi săn thú, quái lãnh, mà hoạt cũng không dễ đi, chúng ta liền mỗi ngày ở nhà nị, ở ấm áp hô hô đầu giường đất thượng tạo hài tử. Ngươi tưởng a, sang năm chúng ta có hài tử, ta tổng không thể đem các ngươi nương hai ném ở nhà đi, khi đó liền không thể đi ra ngoài kiếm tiền, ta phải ở nhà đương cái hảo cha nha, ngươi nói có phải hay không, cho nên, hiện tại đi ra ngoài một chuyến là nhất thích hợp. Ninh Hinh biết hắn nói có đạo lý, chính là trong lòng chính là luyến tiếc, nhấp môi không để ý tới hắn liền vẫn luôn thân nàng đôi mắt, cái mũi, gương mặt, cầm thân nàng thật sự không biện pháp chỉ phải đồng ý, lại làm hắn bảo đảm nhất định phải sớm một chút trở về. hống hảo tức phụ, Cố Thanh Sơn mang theo nàng đến Ninh Trường Thủy trong nhà đi, nhà bọn họ cùng Cố Thanh Sơn ra đã sụp tam gian gạch mộc, phòng dựa gần, nguyên nhân chính là vì là hàng xóm, mới thành Quang Mông cùng nhau lớn lên phát tiểu, nhà hắn phòng ở tuy rằng không sụp, nhưng là cũng hảo không đến nào đi, là ra ra lưu lại gạch mộc phòng, đã lung lay sắp đổ. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe trong viện truyền đến một tiếng thô hoành rít gào, sợ tới mức Ninh Hinh run lên, ngươi nhìn một cái ngươi kia không tiền đồ túng dạng, cho ngươi đi mượn cái gia súc đều mượn không được tới, một hai phải chính mình kéo, máy gieo hạt, mới một ngày liền mệt không động đậy nổi, ngày mai còn muốn nghỉ một ngày, kia trong đất hoa màu nhưng không đợi người, nhân gia loại sớm lúa mạch đều nảy mầm, ngươi nhìn một cái nhân gia Cố Thanh Sơn. Cùng ngươi ở bên nhau lớn lên, ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ, lúc trước làm ngươi tác hợp một chút hắn cùng nhà chúng ta lan lan, ngươi liền không để bụng, nếu là có như vậy cô ra, còn dùng đến lão tử tại đây mắng ngươi sao, thanh âm này thô cát, quen thuộc người đều có thể nghe được ra tới là Ninh Trường Thủy cha vợ, Ngô Tinh Tinh nghe không nổi nữa, sụ mặt nói, cha, Trường Thủy mấy năm nay cấp nhà chúng ta làm trâu làm ngựa không thiếu làm việc. Hôm nay mệt mỏi một ngày, ngày mai ngươi liền không thể làm hắn nghỉ một ngày sao, đây là Trường Thủy hiếu thuận, vui đi cho ngươi làm việc, hắn liền không đi ngươi lại có thể thế nào ai, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, còn dám cùng ta, mạnh miệng, mỗi năm ăn Tết, nếu không phải lão tử cho các ngươi mấy cân thịt ăn, các ngươi toàn ra ăn nổi thịt sao, còn dám không cho ta làm việc. Không làm liền không làm, mùa đông không kịp ăn cơm thời điểm, đừng tới tìm lão tử mượn mễ, lão nhân khí thổi dâu chừng mắt, vung tay áo đi ra, tới cửa nhìn thấy Cố Thanh Sơn hai vợ chồng, ngây ra một lúc, có nghĩ thầm thay một bộ sắc mặt, lại cảm thấy quá giả, đơn giản cũng không nói chuyện, trực tiếp hầm hừ rời đi. Ninh Trường Thủy tiểu nữ nhi Ninh Khoan Thai sợ tới mức thút tha thút thít nức nở nhào vào cha, trong lòng ngực, ôm cổ hắn nhỏ giọng khóc. Ninh Trường Thủy ngồi ở bậc thang vô lực mà rũ đầu, không dám nhìn thê tử mặt, chỉ muộn thanh nói, tươi tốt, các ngươi nương hai đi theo ta chịu khổ. Ngô Tinh Tinh cũng ủ rũ cục đuôi, bất quá vẫn là khắc chế suy nghĩ khóc cảm xúc an ủi hắn, ngươi đừng khổ sở, năm nay thu hoạch không tồi, chúng ta tỉnh điểm ăn, hẳn là có thể ăn đến sang năm, gặt lúa mạch thời điểm trong thôn cách ngôn nói không sai. Nghèo hèn phu thế chăm sự ai, vẫn là đến nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Ninh Trường Thủy thấp giọng nói. Ninh Hinh xoa bóp Cố Thanh Sơn lòng bàn tay, dùng ánh mắt dò hỏi hắn còn đi vào sao. Cố Thanh Sơn cười cười, thấp giọng nói, đi vào, bằng không hắn còn cấp nhiều giày vò một buổi tối. Hắn đem trên tay con thỏ lồng sắt giao cho Ninh Hinh, hai người vào tàn phá lại thu thập thực sạch sẽ tiểu viện. Cố Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề mà nói, Trường Thủy, ta này có cái kiếm tiền mua bán ngươi có làm hay không lờ ảm. Ninh Trường Thủy cơ hồ là theo bản năng liền đáp ứng rồi, nói xong lời nói mới ngẩng đầu đi xem người nói chuyện là ai. Thanh Sơn, Ninh Hinh, các ngươi chính là khách ít đến nha. Ninh Hinh đem trên tay sách theo con thỏ lồng sắt giao cho Ninh Khoan Thai, tới, Khoan Thai, cái này con thỏ cho ngươi dưỡng chơi đi, màu xám thỏ hoang, chân sau bị một chút thương, bất quá vẫn là rất cơ linh. Màu hồng phấn đôi mắt sợ hãi mà nhìn về phía tiểu nha đầu. Ninh Khoan Thai đặc biệt hiếm lạ, khóe mắt còn treo nước mắt nhi, liền vui mừng liệt khai cái miệng nhỏ cười, cô thật tốt. Ninh Trường Thủy đem hài tử giao cho thê tử trên tay, lên vội vàng hỏi Cố Thanh Sơn, có cái gì kiếm tiền mua bán, chỉ cần là ngươi nói, ta tin tưởng khẳng định không thành vấn đề, ta khẳng định làm. Cố Thanh Sơn hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng đừng có gấp. Nghe ta từ từ nói, ta nghe Mã Huy nói hiện tại trong kinh thành biên thiếu mã, liền muốn đi thảo nguyên phiến chút mã trở về bán, một con ngựa có thể tránh hơn 10 lượng bạc, ta tưởng mua 30 thất tả hữu, có thể tránh 300 lượng bạc, vội vàng mã trở về ít nhất cũng đến 3 người, một đầu một đuôi hơn nữa một cái trung gian chiều ứng, ta tưởng cùng ngươi, còn có Ninh Giang đại ca cùng đi. Nếu thuận lợi nói, mỗi người có thể phân đến 100 lượng bạc đi, thời gian đại khái yêu cầu hơn một tháng. Ninh Trường Thủy kinh ngạc mở to mắt, 100 lượng bạc, đó là bao lớn một đống tiền nha, nhà bọn họ vài bối người thêm ở bên nhau đều tránh không được như vậy nhiều tiền. Hảo, thật tốt quá, Thanh Sơn, ta làm, không cần như vậy nhiều bạc, có thể tránh 10 lượng 20 lượng như vậy đủ rồi. Chính là hắn tăng vọt nhiệt tình đột nhiên lập tức lạnh đi xuống, chính là, mua mã tiền vốn, ta không có nha. Cố Thanh Sơn đại khí mà vỗ vỗ hắn bả vai, không cần ngươi ra tiền vốn, ta có. Ninh Trường Thủy không phải không nghĩ tới buôn bán, chính là trong nhà nghèo, ăn bữa hôm lo bữa mai, từ đâu ra tiền vốn làm buôn bán đâu. Hiện giờ Cố Thanh Sơn chịu giúp chính mình một phen, tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, miệng đầy đáp ứng. Cố Thanh Sơn dặn dò bọn họ trước